Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 59. Nếu lại giết thêm Lục Tư Âm, nàng ta nhất định sẽ trở mặt. Dù cho họ phạm phải tội lớn tày trời cũng phải giao cho Thư viện Thiên Phủ xử trí. Nếu cứ để mặc cho Lâm Nhất giết thì Thư viện phải để mặt mũi ở đâu. Nhưng nếu nàng ta không xử trí Lục Tư Âm, Lâm Nhất chắc chắn cũng sẽ trở mặt bỏ đi. Lục Tư Âm đang nằm dưới đất có thể cảm nhận được rõ bầu không khí trở nên khác thường. Nhiều ánh mắt đổ dồn vào nàng ta, khiến nàng ta cảm thấy không được tự nhiên. Đặc biệt là khi ánh mắt của Liễu Vân Yên rời sang, nàng ta bỗng dưng run rẩy. Ta sẽ xử trí. Liễu Vân Yên dẫn một nhóm người chậm rãi bước tới trước mặt Lục Tư Âm. Sư tỷ, lần này ta thật sự đã sai, tỷ tha cho ta lần này đi ạ. Lục Tư Âm khóc sướt mướt, phối hợp với dáng vẻ thê thảm của nàng ta khiến người ta có chút thương cảm. Ngay cả Bạch Vân cũng cảm thấy không đành lòng. Lục Tư Âm tóc tai bù xù, mặt sưng như đầu lợn, máu trên khóe miệng và mũi vẫn chưa khô, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của ngày thường, ánh mắt nhìn người cao cao tại thượng kia đã không còn, lúc này đang run bần bật, liên tục cầu xin tha thứ. Sư tỷ. Bạch Vân vừa định lên tiếng, Liễu Vân Yên lập tức quay đầu lại chừng nàng ta khiến tiểu nha đầu sợ hãi không dám nói gì. Lục Tư Âm, ta cho cô hai lựa chọn. Một là ta sẽ đưa cô về thư viện, bẩm báo chi tiết về việc này. Hai là lập tức cút khỏi tầm mắt của ta, không bao giờ quay trở lại thành U Châu. Liễu Vân Yên lạnh giọng nói. Đừng mà, sư tỷ, xin hãy tha cho ta sẽ quỳ xuống, tỷ tha cho ta có được không? Tình cảm hơn 2 năm trời của chúng ta còn không bằng một tên kiếm nô sao? Lục Tư Âm quỳ dưới đất không ngừng cầu xin. Nếu chuyện trộm đồ người khác lan truyền đến thư viện, nàng ta sẽ khó chịu còn hơn bị giết. Dù cho may mắn không bị đuổi khỏi thư viện thì cũng sẽ mang tiếng xấu suốt đời. Còn lựa chọn thứ hai là yêu cầu nàng ta tự giác rời khỏi Thư viện Thiên Phủ. Thư viện Thiên Phủ là một trong 5 thế lực cấp bá chủ ở thành U Châu, có nguồn gốc sâu xa không phải Lăng Tiêu Kiếm Các có thể so sánh. Nàng ta đã ở thư viện nhiều năm, thậm chí còn nhận được rất nhiều lợi ích từ nơi này. Đối với Lục Tư Âm, kể từ hôm nay phải làm một tán tu, nghĩ thôi đã khiến người ta tuyệt vọng. Lâm Nhất đứng ở xa bình tĩnh nhìn cảnh này, trong lòng càng đánh giá cao Liễu Vân Yên hơn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy phạt Lục Tư Âm như vậy còn hơi nhẹ nhàng. Không nói đến việc giết đối phương, ít nhất cũng phải phế bỏ tu vi mới được. Nhưng nghĩ lại thì thấy không thực tế lắm. Quyết định này đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà Liễu Vân Yên dành cho hắn. Xem ra cô không muốn chọn cái nào cả, vậy ta chỉ có thể đưa cô cho Lâm Nhất xử trí. Liễu Vân Yên hờ hững nói. Cô thật độc ác. Vẻ tuyệt vọng thoáng qua trong mắt Lục Tư Âm, nàng ta hét lớn, Liễu Vân Yên, ta hận cô, một ngày nào đó ta nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần mối nhục của ngày hôm nay. Liễu Vân Yên liếc nàng ta, tia sáng lạnh lúc ẩn lúc hiện trong mắt, sát khí bất giác phóng ra. Sư tỷ, hai người đệ tử Thư viện Thiên Phủ đứng bên cạnh lập tức biến sắc, bèn lên tiếng khuyên nhủ. Trả lại gấp 10 lần. Liễu Vân Yên cười tự giễu, chợt lạnh giọng, ta cứu cô một mạng, cô lại muốn trả gấp 10 lần. Ở trong mắt cô, ta dễ bị bắt nạt như vậy sao? Phế bỏ tu vi của tiện nhân này rồi ném ra ngoài cho ta, ngay lập tức. Rõ. Hai đệ tử nam bên cạnh sợ tới mức liên tục đáp lời, đã nhiều năm rồi chưa từng thấy sư tỷ tức giận đến thế. Họ không dám thất lễ, nhìn Lục Tư Âm bằng ánh mắt thương hại, chắp tay bảo, xin đắc tội. Sau đó lập tức nhấc nàng ta lên, đi ra ngoài doanh trại. Sư tỷ, ta sai rồi. Sư tỷ, ta đã biết sai thật rồi. Tiếng kêu cứu kèm theo tiếng khóc nức nở của Lục Tư Âm không ngừng vang lên, khiến những người trong doanh trại hãi hùng khiếp vía. Lâm Nhất chậm rãi bước tới nhìn Liễu Vân Yên, nghĩ thầm trong lòng, vừa rồi hắn đã coi thường nữ nhân này. Lâm công tử, ngươi có hài lòng với cách xử trí này không? Thủ đoạn của Liễu cô nương khiến tại hạ phải nhìn bằng con mắt khác, khâm phục. Lâm Nhất nói đúng sự thật. Ta đã cứu nàng ta một mạng nhưng nàng ta lại không biết ơn, tất nhiên ta sẽ không giữ tai vạ lại cho mình.
ta cũng hy vọng Lâm công tử sẽ không khoác lác. Nếu ngươi không cản được đồ đệ của U Vân lão quỷ, ước định giữa ta và ngươi sẽ không có hiệu lực. Liễu Vân Yên nhìn Lâm Nhất với ánh mắt ẩn ý, sau đó dẫn mấy người bên cạnh rời đi. Nữ nhân này đang uy hiếp mình ư? Thú vị! Lâm Nhất sờ mũi, mỉm cười. Bây giờ xem ra kẻ nguy hiểm nhất không phải Lãnh Giật hay Lầu Huyết Vũ gì đó mà là Liễu Vân Yên. Nếu như khi lấy được Kim Liên Tử Hỏa, nàng ta lại trở mặt, nói không chừng kết cục của Lục Tư Âm cũng sẽ là của hắn. Nhưng nếu nàng ta nghĩ rằng hành động này có thể làm hắn sợ thì có hơi ngây thơ. Lâm Nhất không suy nghĩ nữa, tìm một vị trí bên ngoài doanh trại rồi ngồi xuống tu luyện. Liễu Vân Yên, Bạch Vân và các đệ tử ưu tú khác của Thư viện Thiên Phủ thì tụ lại một chỗ trao đổi gì đó, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Lâm Nhất. Sư tỷ, người này đáng tin cậy thật không ạ? Đúng đó, Lãnh Giật là đồ đệ của U Vân lão quỷ. Không ít người của Thư viện Thiên Phủ đã chết trong tay hắn ta. Mấy tên đệ tử Thư viện Thiên Phủ nhỏ giọng bàn tán, họ vẫn chưa tin tưởng Lâm Nhất lắm. Hoặc phải nói là ngày thường họ đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong tay Lãnh Giật. Nhưng rõ ràng lần này Lãnh Giật bị Lâm Đại Ca đánh chạy mà. Nếu không thì những con chuột long nham này đã không tự nhiên bỏ chạy. Tiểu nha đầu Bạch Vân không phục phản bác lại. Tiểu sư muội. Lần này Lãnh Giật bị phản phệ trong lúc duy trì trận pháp nên mới chạy, không phải hắn ta bị đánh bại thật sự. Muội chưa đánh nhau với Lãnh Giật nên không biết sự đáng sợ của hắn ta còn khó chơi hơn Phan Nhạc rất nhiều. Liễu Vân Yên ngắt lời họ, đừng cãi nhau nữa, ta không thích người mạnh miệng. Nếu hắn thật sự không cản được Lãnh Giật, làm hại ta mất Kim Liên Tử Hỏa, ta nhất định sẽ tính sổ với hắn. Đương nhiên, nếu hắn cản được, ta sẽ trả đủ tất cả những thứ đã hứa cho. Nàng ta rời mắt sang Bạch Vân, tiểu sư muội, muội đã tiếp xúc với hắn nhiều ngày như vậy, hắn có nói về lai lịch của mình không? Ta không hỏi. Bạch Vân đỏ mặt, ấn ngón tay út lên trán, hình như Lâm Đại Ca đến từ đế quốc Đại Tần. Đại Tần ư? Vẻ lạ thường lóe qua trong mắt Liễu Vân Yên, nàng ta ngẩn người. Lẽ nào là người đó? Sư tỷ biết hắn là ai ạ? Bạch Vân tò mò hỏi. Liễu Vân Yên hoàn hồn, bình tĩnh nói, trước hết đừng quan tâm chuyện này, mọi người về chỗ của mình đi. Tối nay phải thật cảnh giác, nói không chừng Lầu Huyết Vũ sẽ còn ngóc đầu trở lại. Vâng. Tiểu nha đầu, muội ở lại đây, có một vài đạo lý ta cần phải dạy cho muội. Liễu Vân Yên nhẹ giọng gọi Bạch Vân ở lại. Một lát sau. Lâm Nhất cảm nhận được có người đến gần, mở mắt ra thì thấy là Bạch Vân đi tới. Tiểu nha đầu cúi đầu nói, Lâm đại ca, xin lỗi huynh. Sao vậy? Lâm Nhất khó hiểu. Sư tỷ vừa nói với ta, bảo ta luôn nhờ huynh giúp đỡ chúng ta thì không tốt lắm. Làm vậy sẽ rất mặt dày, nhưng Bạch Vân thật sự không phải người như vậy, ta chỉ cảm thấy Lâm đại ca là người tốt thôi. Bạch Vân tủi thân đáp. Sắc mặt đỏ bừng. Xem ra nàng ta vừa bị răn dậy, Lâm Nhất không nhìn được cười, đúng đó, muội nhìn mặt muội đã đỏ như thế nào rồi kìa, sao tiểu Bạch Vân có thể là người như vậy được, chỉ là hơi vô tư thôi. Hắn không tiện nói nàng ta ngốc, đành phải nói khéo một chút. Chứ sao nữa, chỉ có Lâm đại ca mới hiểu ta. Được Lâm Nhất khen như thế, nỗi tủi thân trong lòng Bạch Vân lập tức tan thành mây khói, nàng ta mỉm cười đáp. Coi như ta chưa nói. Lâm Nhất hơi bất đắc dĩ chợt nhớ tới gì đó, bèn bảo, muội quay lưng lại đi. Sao thế ạ? Cứ làm theo là được. Vâng. Mặc dù Bạch Vân rất tò mò nhưng vẫn quay lưng đi. Khi nàng ta quay lại thì phát hiện Lâm Nhất đang cầm một chiếc nhuyễn giáp kim ti trong tay, lập tức kinh ngạc đây là gì vậy? Bảo khí, nhuyễn giáp kim ti. Cuộc tranh đoạt kim liên tử nhất định sẽ rất kịch liệt. Ta đã hứa với Liễu Vân Yên sẽ ngăn cản Lãnh Giật, sợ sẽ không có thời gian để ý tới sự an toàn của muội. Nguyễn Giáp Kim Ti cũng được coi là hiếm gặp trong số các loại bảo khí phòng ngự, những lúc cần thiết có thể cứu mạng muội. Lâm Nhất trả lời. Nguyễn Giáp Kim Ti thoạt nhìn bình thường, nhưng khi mặc lên người Lâm Nhất lại trở nên rất quý giá. Nếu không có món bảo khí này, hắn đã không có khả năng sống sót trong lúc đánh nhau với người áo đen cảnh giới âm huyền đại thành.
nó quá quý, ta không nhận đâu ạ. Nghe vậy, tiểu nha đầu lập tức lắc đầu như trống bỏi, nhìn rất đáng yêu. Nhưng Lâm Nhất ứng phó với tiểu nha đầu này dễ như trở bàn tay, hắn cười bảo, sao nào, không nghe lời Lâm đại ca nữa à? Tối nay ta nghe lời muội nên mới ra tay đuổi Lãnh Giật đi, hơn nữa với thực lực của ta bây giờ không cần dùng đến thứ này nữa. Thật sao? Mau cất nó đi. Nha đầu không dám làm trái lời Lâm Nhất, khi cầm lấy nhuyễn giáp kim ti, nàng ta cảm nhận được nó vẫn còn ấm. Chiếc nhuyễn giáp này vừa được cởi ra từ trên người Lâm đại ca. Nghĩ tới đây, mặt nàng ta lập tức đỏ lên. Đi thôi, ta dẫn muội đi ăn thịt nướng. Nhớ lại khi còn trên thuyền, ngày nào nha đầu này cũng đem đồ ăn cho hắn, Lâm Nhất định đưa nàng ta đi thưởng thức tài nấu ăn của mình. Không được, sư tỷ dặn sau nửa đêm phải thật cảnh giác, không thể đi lung tung, nếu không sẽ phạt nặng. Bạch Vân lén lút nhìn ra xa, sau khi trải qua một trận yêu thú bạo động, hiện tại, Liễu Vân Yên đã đích thân gác đêm. Tuy nhiên, nhìn vào mắt cô gái nhỏ, có thể thấy được là nàng ta đã động lòng. Đi thôi, sư tỷ của muội không quản được ta. Lâm Nhất mặc kệ tất cả, nắm lấy tay tiểu Bạch Vân, kéo nàng ta cùng đi ra ngoài. Tim Bạch Vân đập thình thịch, có cảm giác chột dạ không thôi. Làm vậy khác nào lén sư tỷ đi ra ngoài, liệu có ổn không? Thế nhưng, nàng ta lại cảm thấy rất phấn khích. Đến khi Bạch Vân được nếm thử thịt yêu thú do Lâm Nhất nướng thì hai loại cảm xúc phấn khích và chột dạ ấy lập tức bị quét sạch. Lâm đại ca, huynh nướng thịt ngon thật đấy. Bạch Vân ngậm một miệng thịt, ú ớ nói, đôi môi nhỏ xinh dính đầy mỡ, hoàn toàn không còn dáng vẻ đoan trang như mọi ngày. Tuy nhiên, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô gái nhỏ lại thiên về hoạt bát, nên dù ăn uống kiểu đó trông vẫn rất đáng yêu. Nhóc con, muội còn tham ăn hơn tên ngốc nhà ta đấy. Nhìn nàng ta như vậy, Lâm Nhất liền mở miệng trêu chọc. Tên ngốc là ai? Bạch Vân tròn mắt, tỏ vẻ khó hiểu. Tên ngốc à? Nhắc đến ngựa huyết long, chợt Lâm Nhất cảm thấy có hơi nhớ. Tuy biết với thể trạng da dày thịt béo của nó thì chắc hiện tại đã khôi phục rồi, có điều lần này từ biệt không biết đến bao giờ mới gặp lại, ngẫm lại mà giàu. Nghe cô gái nhỏ hỏi, hắn cũng trải lòng một phen. Ồ, muội đã thấy nó. Cô gái nhỏ dừng động tác nhai thịt, kích động nói, muội đã từng gặp nó, lúc đó, có một con ngựa màu đỏ luôn chạy dọc bờ sông, đuổi theo thuyền của chúng ta. Mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái, Tư Âm tỷ nói đó là giống ngựa huyết long rất hiếm gặp, tỷ ấy còn định bắt nó. Bắt ư, rồi có bắt được không? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, cô nàng này thật sự đã đụng đến tất cả nghịch lân của hắn. Chưa bắt được mà đã loạn cả lên rồi, tuy nhiên, sau đó không còn thấy con ngựa đỏ đó xuất hiện nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Vân tỏ vẻ tiếc nuối, xem ra, nàng ta rất yêu thích ngựa huyết long. Nhưng bắt được nó thì, mới lạ đó. Lâm Nhất cười thầm, xem ra, tên ngốc kia không có việc gì rồi. Nói không chừng, một lúc nào đấy nó sẽ đột nhiên xuất hiện. Đợi nó quay về, ta sẽ cho muội cưỡi. Được, thế nhưng, Lâm đại ca, ta không cần cưỡi nó đâu, chỉ cần huynh cho ta sờ nó là được rồi. Nó cười lên trông thật vô sỉ, ta muốn sờ răng nó thử. Bạch Vân nói với vẻ đầy phấn khích và chờ mong. Lâm Nhất nín thinh. Nói chuyện vui quá nhỉ, ta tham gia nữa, được không? Bỗng nhiên, có tiếng gió thoảng qua, kế đó. Liễu Vân Yên từ từ hạ xuống. Sư tỷ. Bạch Vân giật nảy mình, vội đứng bật dậy, tuy nhiên, xiên thịt nướng đầy mỡ trên tay đã tố cáo tất cả, nàng ta cảm thấy rất xấu hổ, ném không được mà cầm cũng không xong. Cô gái nhỏ híp mắt cười, nhanh trí nói, sư tỷ, thịt này rất ngon, tỷ ăn thử một miếng đi. Lập tức quay về doanh trại cho ta, Liễu Vân Yên chừng nàng ta một cái, lạnh giọng nói. Vâng, Bạch Vân xoay người, trừng mắt với Lâm Nhất rồi vội vàng chạy đi. Lâm Nhất ngồi bên cạnh đống lửa, mỉm cười nói, Liễu cô nương, thân pháp thật tốt, nếu đã đến thì ngồi xuống ăn cùng đi.
Liễu Vân Yên liếc nhìn hắn rồi hờ hững xoay người đi và nói, ta từng nghe nói Lăng Tiêu kiếm các của đế quốc Đại Tần có kỳ tài vô song, chuông cổ nghìn năm, phượng linh vân tiêu. Tại mật cảnh Ma Liên đã khiến truyền thuyết xuất hiện, tuyết rơi trên hoang nguyên. Tại Long Môn tranh tài, dưới hình thức địa ngục, một đường quật khởi, danh tiếng của công tử Táng Hoa vang khắp Đại Tần. Nụ cười trên môi Lâm Nhất dần biến mất, trong bóng đêm, sắc mặt cô gái trước mặt dần trở nên nghiêm túc. Công tử Táng Hoa, danh chấn Đại Tần. Lời của Liễu Vân Yên khiến Lâm Nhất thầm kinh hãi. Tuy hắn đã từng nói với Bạch Vân rằng mình đến từ Đại Tần, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã có thể đoán ra được thân phận của hắn. Thật sự có hơi đáng sợ. Dù sao thì đối với Thư viện Thiên Phủ, đế quốc Đại Tần chỉ là một thế lực nằm trong lãnh thổ U Châu mà thôi, vốn không đáng nhắc đến. Thậm chí, có rất nhiều người chưa từng nghe nói đến Lăng Tiêu kiếm các. Ví dụ như Bạch Vân, nàng ta chỉ biết Đại Tần, chứ hoàn toàn không hề biết ở Đại Tần có một Lăng Tiêu kiếm các. Tuy biết đối phương chỉ đưa ra suy đoán, nhưng dù là vậy thì cũng đủ đáng sợ. Lâm Nhất im lặng trong chốc lát rồi thản nhiên nói, kiến thức của Liễu cô nương khiến tại hạ thật sự bái phục. Quả nhiên, ngươi chính là công tử Táng Hoa. Liễu Vân Yên xoay người lại, ánh mắt nàng ta khi nhìn Lâm Nhất có gì đó khác thường, khẽ nói, ngươi đừng cảm thấy lạ, một năm sau, quần Long Thịnh Yến sẽ mở ra, tất cả các châu cùng những nơi có tổ chức Long Môn tranh tài đều có tình báo của Thư viện Thiên Phủ, ta muốn thu thập tư liệu thật sự rất dễ dàng. Tuy trong lãnh thổ U Châu có trên trăm thế lực tổ chức Long Môn tranh tài, nhưng chỉ có công tử Táng Hoa là để lại ấn tượng sâu sắc với ta, vì vậy, ngươi chớ có kinh ngạc khi ta đoán được thân phận của ngươi. Lâm Nhất nhướng mày, cười nói, thật sao? Vậy thì phải đa tạ cô nương đã xem trọng rồi. Theo như lời đồn, ngươi đã nắm giữ được kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh, nếu đó là thật, vậy thì ta càng có lòng tin với việc ngươi có thể ngăn cản lãnh giật. Liễu Vân Yên dừng lại một lúc rồi nói tiếp, tuy nhiên, cũng chỉ đến thế, nếu ngươi cho rằng với kiếm ý tiên thiên là có thể ngăn cản lãnh giật trong trạng thái đỉnh cao thì, ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Việc này không cần cô quan tâm, Lâm Nhất tỏ vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói. Còn nữa, Bạch Vân trẻ người non dạ, bản tính lại hiền lành, nếu ngươi mà có ý nghĩ xấu xa gì với muội ấy, ta sẽ không tha cho ngươi, nói đi nói lại, cuối cùng. Liễu Vân Yên cũng nói ra chuyện chính. Lâm Nhất không chút để tâm, chỉ mỉm cười và nói, sao hả? Liễu cô nương ghen tị à? Ta không có hứng thú với cô nhóc kia, càng không có hứng thú với cô, tại hạ đã sớm có người trong lòng rồi. Ngươi muốn chọc giận ta à? Sắc mặt Liễu Vân Yên trở nên lạnh lùng, gần giọng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có làm vậy. Soạt. Vừa dứt lời, linh văn như ẩn như hiện quanh thân nàng ta. Chúng đan xen vào nhau, tản ra uy áp đáng sợ. Linh văn tam phẩm. Ánh mắt Lâm Nhất lộ vẻ khác thường, Bạch Vân từng nói nàng ta là huyền sư nhị phẩm, xem ra giờ đối phương đã thăng cấp rồi. Ngươi cũng có mắt nhìn đấy, thân phận của Bạch Vân không đơn giản, tốt nhất là ngươi đừng có ý gì cả. Sau khi linh văn quanh thân tiêu tán, Liễu Vân Yên bỏ lại một câu rồi lẳng lặng rời đi. Không thể nói lý. Bị cô nàng này để mắt quả thật không dễ chịu chút nào. Mấy ngày sau đó, gần như Lâm Nhất đều tu luyện một mình, và mỗi khi rạng sáng thì đuổi theo đại đội của Thư viện Thiên Phủ. Không thể không nói, Liễu Vân Yên đã mang đến cho hắn áp lực không nhỏ. Phần lớn thời gian, hắn đều dành vào việc chuyển hóa tử diên kiếm kình. Bước chuyển từ 9 phần lên 10 phần tuy có khó khăn, nhưng hiện tại hắn đã có gần 10.000 viên linh ngọc tam phẩm. Với số tài nguyên lớn như vậy, việc tinh luyện chân nguyên thành tử diên kiếm kình chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau trận phong ba do chuột long nham gây ra, các đệ tử Thư viện Thiên Phủ cũng không gặp phải trở ngại gì to lớn, có thể xem như một hành trình yên ổn. Đồng thời, Lâm Nhất sinh hoạt trong đội ngũ cũng khá tự nhiên, không ai dám có ý kiến gì về hắn. Ngày càng tiến sâu vào sơn mạch huyết cốt. Ngoại trừ đám yêu thú hung mãnh thì số lượng võ giả đến từ các thế lực khác cũng dần tăng lên. Có thể thấy được, sự kiện tranh đoạt kim liên tử hỏa lần này sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. 4 ngày sau. Linh khí bùng nổ và dâng trào trong cơ thể Lâm Nhất, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng màu bạc chói lóa. Ẩn trong luồng ánh sáng ấy là duệ khí ác liệt.
Trên mặt đất, nơi hắn đang ngồi xếp bằng tu luyện, có một đóa tử diên màu tím bạc nở rộ, không ngừng hít vào và thở ra linh khí thiên địa. Thiếu niên ngồi khoanh chân trong nhụy hoa, đắm mình giữa luồng ánh sáng bạc, hệt như một thanh bảo kiếm tuyệt thế chưa ra khỏi vỏ. Ông ông ông! Khoảng không xung quanh thỉnh thoảng vang lên âm thanh kiếm ý vù vù, khiến không khí liên tục bị chấn động. Dường như có một luồng khí thế hùng hậu đang dần được tích xúc. Hô! Mãi một lúc lâu sau, Lâm Nhất mới mở mắt ra, đôi con ngươi sâu thẳm như hai viên bảo thạch lóe lên tia sắc bén, lộ rõ sự thấu hiểu. Sự sắc bén trong mắt hắn dường như có thể xuyên thủng không gian, nhìn thấu lòng người, khiến người ta không dám đối mặt trực diện. Lâm Nhất phun ra một ngụm trọc khí, chân nguyên toàn thân hắn đang trong trạng thái kích động, hệt như vô số thanh kiếm sắc bén đồng loạt run lên. Kiếm ý tựa như trường giang cuồn cuộn sóng trong cơ thể hóa thành một dòng nước lũ, bày ra khí thế hào hùng, không gì cản nổi. Cuối cùng cũng chuyển hóa tử diên kiếm kình thành 10 phần. Lâm Nhất siết chặt nắm tay phải, cảm nhận được chân nguyên đang cuộn trào trong cơ thể, ánh mắt hắn tràn đầy tự tin. Hiện tại, khi đối mặt với tán tu cảnh giới âm huyền tiểu thành bình thường, nếu so về chân nguyên, hắn hoàn toàn có khả năng đè bẹp đối phương. Còn nếu đụng phải Liễu Như Yên, nhân tài kiệt xuất của thế lực chuẩn bá chủ thì ít nhất sẽ không phải chịu thiệt, thậm chí có thể chiếm được một chút ưu thế. Điều này quả thật có hơi khoa trương. Nói ra e là ít ai tin, một nhân tài kiệt xuất đến từ thế lực tông môn, còn chưa bước vào tử phủ, lại có thể đánh ngang tay với nhân tài kiệt xuất đến từ thế lực chuẩn bá chủ, thử hỏi có bao nhiêu khủng bố. Tuy nhiên, cái Lâm Nhất muốn không chỉ là sức mạnh ngang nhau. Đã đến lúc luyện hóa viên yêu đan thiên phách kia rồi. Lâm Nhất phất tay một cái, một viên yêu đan thiên phách lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Long tượng chiến thể quyết của hắn đã sớm đạt đến tầng 5 đỉnh phong, chỉ cần luyện hóa viên yêu đan trong tay thì môn công pháp này sẽ đạt đến cảnh giới viên mãn, khi đó, Lâm Nhất sẽ chính thức có được long tượng chiến thể hoàn chỉnh. Toàn bộ chân nguyên đã được tinh luyện thành tử diên kiếm kình. Nếu có thêm long tượng chiến thể viên mãn đỉnh cao, hiển nhiên, chiến lực của hắn sẽ tăng lên một bậc. Ý niệm vừa lóe lên, lực lượng long tượng cổ xưa lập tức lan ra toàn thân. Ầm ầm. Yêu đan thiên phách nhanh chóng bị luyện hóa bởi lực lượng long tượng, một luồng sức mạnh thô bạo mà cổ xưa bùng nổ, bao phủ khắp người Lâm Nhất. Ngay sau đó, linh khí cuồn cuộn ẩn chứa trong đó đồng loạt tiến vào cơ thể Lâm Nhất. Cùng lúc đó, trong cơ thể Lâm Nhất đột nhiên vang lên tiếng giống cổ quái và điên cuồng. Một lúc sau, vẻ ngoài của hắn bắt đầu thay đổi gần như có thể thấy bằng mắt thường, mỗi một tấc cơ thể phát sinh biến hóa cứ như thoát thai hoán cốt vậy. Trên người Lâm Nhất tỏa ra luồng khí tức khủng bố, tạo thành từng đợt chấn động khắp núi rừng. Rất nhiều yêu thú sợ run người. Tuy nhiên, nơi sâu trong sơn mạch huyết cốt, cũng có vô số yêu thú cấp tử phủ bị kinh động. Ánh mắt chúng lóe lên tia hung ác. Bọn chúng đang lẳng lặng tiến đến gần. Trong suy nghĩ của đám yêu thú kia, đây chính là dấu hiệu có một vị bá chủ mới ra đời, và kẻ đó đang uy hiếp đến địa vị của chúng. Sự cạnh tranh giữa yêu thú luôn tàn khốc và máu tanh, bọn chúng không bao giờ cho phép một bá chủ mới được sinh ra. Thình lình, thân thể Lâm Nhất bốc cháy, cơn đau chí mạng lan ra khắp toàn thân. Ngọn lửa long tượng. Yêu đan thiên phách ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn, trong quá trình công phá long tượng chiến thể đỉnh phong, luồng năng lượng này sẽ hóa thành lửa với mục đích rèn luyện thân thể. Đó chính là ngọn lửa long tượng. Lửa mạnh thiêu đốt, dục hỏa trùng sinh. Rắc rắc rắc. Âm thanh giòn tan của xương cốt đứt gãy và tái tạo không ngừng vang lên, Lâm Nhất cắn chặt răng, cố sức chịu đựng. Đây không phải lần đầu tiên hắn luyện thể. Cho nên đã sớm biết sẽ không tránh khỏi một bước này. Bất kể có tu luyện loại thần quyết luyện thể nào thì chắc chắn đến giai đoạn cuối, thân thể cũng phải trải qua một kiếp. Chịu không được sẽ bị lửa cắn nuốt, hóa thành thịt nát và xương khô. May mà hắn đã từng trải qua đau đớn khi bị lửa thiêu thân, cho nên hôm nay trong lòng cũng không cảm thấy quá hoảng sợ. Ngọn lửa long tượng hừng hực thiêu đốt, cùng với đó, khí lực của Lâm Nhất cũng ngày càng tăng mạnh. Trên người hắn tràn ngập khí tức thô bạo, cứ như có man thú thượng cổ muốn phục sinh. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển,
những cây đại thụ chọc trời không cách nào thừa nhận nổi sức ép này, ầm ầm gãy ngang. Ngọn lửa đang thiêu đốt khắp người hắn bỗng lan ra, gần như thiêu trụi tất cả mọi thứ xung quanh. Sau nửa canh giờ, phạm vi ngàn mét quanh đó đã trở thành một vùng hoang phế. Ngoại trừ Lâm Nhất, không còn bất kỳ thứ gì tồn tại. Cứ như một lần nữa quay trở về thời viễn cổ man hoang tịch diệt, quái dị và khủng bố. Xíu, yêu yêu. Bỗng nhiên, ngọn lửa long tượng bao phủ khắp người hắn liên tục thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một dấu ấn cổ xưa ở ngực, hệt như hình xăm được khắc sâu tại đó. Nhìn kỹ lại, dấu ấn kia giống như một con long tượng thượng cổ thu nhỏ vậy. Da thịt hắn như được tái tạo, trắng nõn và bóng loáng. Bên dưới cơ bắp căng phòng ẩn chứa sức mạnh vô biên. Lâm Nhất mở mắt ra, một tia sáng chợt lóe qua trong mắt rồi biến mất. Xong rồi. Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra trước mặt, khi năm ngón tay siết chặt lại, hắn cảm nhận được lực lượng long tượng cuồn cuộn kéo đến. Trong lòng lập tức kinh ngạc, một sức mạnh thật khủng khiếp, hắn có thể cảm nhận được sức lực của bản thân đã tăng lên ít nhất 50%. Grư. Lâm Nhất vừa thay quần áo mới, một con yêu thú cảnh giới âm huyền tiểu thành ở phía xa gầm lên xông qua. Đây là một con yêu thú tử phủ cấp bậc tinh anh, phạm vi 100 mét xung quanh đều là địa bàn của nó, sự xuất hiện của Lâm Nhất đã thách thức uy quyền của nó. Đến thật đúng lúc. Lâm Nhất nhếch mép cười nhạt, sau đó bay lên không trung tung một quyền. Khi năm ngón tay nắm chặt lại, quyền mang được ngưng tụ từ lực lượng long tượng phát ra tiếng gào thét đáng sợ như thể long tượng thượng cổ vẫn còn sống. Âm thanh long tượng. Trên người Lâm Nhất lập tức toát ra một khí tức hung tàn đáng sợ, cứ như hắn chính là con man thú thượng cổ đó. Uy áp yêu sát trên người đối phương trở nên hỗn loạn, khí thế lập tức yếu đi một nửa. Bùm! Khi quyền mang đánh vào người con yêu thú kia, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, con yêu thú cảnh giới âm huyền tiểu thành bị đánh bay ra xa. Sau khi ngã xuống đất, nó gào thét thảm thiết, không ngừng lăn lộn. Con yêu thú tử phủ ngã xuống đất là cấp bậc tinh anh, có khả năng phòng ngự mạnh hơn con người rất nhiều nên nó chỉ bị thương nặng. Sức mạnh nhị thập đỉnh. Cảm nhận được sức mạnh của một quyền này, trong lòng Lâm Nhất vô cùng mừng rỡ. Hắn không ngờ long tượng chiến thể viên mãn đỉnh phong lại có uy lực kinh khủng như vậy. Nhìn dấu ấn được in từ ngọn lửa long tượng, vẻ phấn khích chợt thoáng qua trong mắt Lâm Nhất. Nếu như kích phát ngọn lửa long tượng này, e rằng sức mạnh của một quyền này còn đáng sợ hơn nữa. Thử thêm một lần nữa xem. Khi hắn ngẩng đầu lên chuẩn bị kiếm chuyện với con yêu thú kia thì lại phát hiện nó nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi, sau đó hoảng hốt bỏ chạy. Rất nhiều yêu thú đang đứng trong bóng tối theo dõi thu hồi khí thức ngông cuồng trên người mình, lặng lẽ rời đi. Thật thức thời, nhưng có lẽ trong cuộc tranh đoạt kim liên tử hỏa, những người khác sẽ không thức thời như thế. Lâm Nhất nheo mắt lại, càng thêm chờ mong cuộc tranh đoạt kim liên tử hỏa. Ở nơi sâu nhất trong sơn mạch huyết cốt có một hồ nước mênh mông, trong veo, sương mù màu tím mù mịt, mặt hồ lấp lánh màu tím trong suốt. Hồ này có tên là Hồ Tử Vân, thỉnh thoảng có ánh sáng chiếu xuống, lấp lánh trong suốt như thủy tinh di động, tràn đầy màu sắc mơ mộng. Nhưng trên thế gian này thường có rất nhiều sinh vật có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng phần lớn lại ẩn giấu nguy hiểm chí mạng. Thật không may, hồ nước này cũng không ngoại lệ. Nước hồ màu tím kia là lôi hỏa thuần túy, được tạo thành từ điện tương và hỏa diễm. Nếu võ giả cảnh giới huyền võ bình thường rơi xuống chắc chắn sẽ chết. Ngay cả cao thủ cảnh giới tử phủ rơi xuống đó cũng sẽ cửu tử nhất sinh. Cho dù chỉ đứng bên cạnh cũng là một chuyện tương đối nguy hiểm, phải giữ cẩn thận mọi lúc. Không ai dám xem nhẹ sức ảnh hưởng của lôi và hỏa. Ở chính giữa hồ có một đóa hoa sen màu tím tuyệt đẹp đang nổi lơ lửng tựa như người đẹp ngủ say. Đây chính là kim liên tử hỏa mà bao người tha thiết. Nhưng lúc này nhìn nó có vẻ vẫn chưa thực sự trưởng thành. Ánh sáng tím thuần túy nhưng không có ánh vàng. Bên ngoài hồ có một ngọn núi sừng sững, hùng vĩ, cao chọc trời xuyên qua cả mây. Đỉnh núi dày đặc mây mù, thỉnh thoảng có tia điện xẹt qua, trông vô cùng đáng sợ. Vào lúc này, vô số bóng người nối tiếp nhau chạy đến trên con đường duy nhất để đi tới Hồ Tử Vân. Nhìn từ xa,
hồ nước được sương mù tím bao phủ kia chính là nơi mà Kim Liên Tử Hỏa bao người mong chờ sinh ra, trong mắt mọi người đều tràn ngập khao khát. Ầm ầm. Nhưng đây là nơi sâu nhất của sơn mạch huyết cốt, những nơi ẩn khuất trong rừng đang cất giấu không biết bao nhiêu yêu thú nguy hiểm. Việc bước qua địa bàn của chúng để đến Hồ Tử Vân không dễ dàng chút nào. Thậm chí rất có thể sẽ chết ngay giữa đường. Yêu thú cảnh giới tử phủ có linh trí rất cao, chắc hẳn cũng biết được giá trị của Kim Liên Tử Hỏa, nói không chừng sẽ còn diễn ra cuộc chiến giữa người và thú. Yêu thú và con người, ai có thể cười đến cuối cùng thì rất khó nói trước. Dĩ nhiên võ giả nhân loại sẽ không quan tâm lắm. Họ đều là những nhân tài của các thế lực hùng mạnh từ khắp nơi, thậm chí còn có không ít đệ tử ưu tú của tông môn cấp bậc chuẩn bá chủ. Họ sẽ kiêu ngạo cỡ nào, việc này không cần phải nói nhiều. Sao họ có thể để những con yêu thú này vào mắt? Nếu họ sợ hãi thì đã không đặt chân đến vùng nước đục này. Địa bảo thiên tài, chỉ người có tài mới chiếm được. Huống hồ con đường tu hành của võ giả chúng ta vốn là đấu cùng trời, đấu cùng đất, đấu cùng người. Một chữ tranh hóa thành nhiệt huyết, trong mắt mãi giữ sự tự tin không bao giờ lụi tàn. Trong sóng ngầm cuộn cuộn, núi rừng đông nghịt người với người bỗng trở nên xôn xao. Một nhóm người mặc đồng phục tiến về phía sâu trong sơn mạch huyết cốt. Họ như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng tạo nên những làn sóng, nhóm người này lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Là người của Thư viện Thiên Phủ, nhiều người đến thật đấy. Là Liễu Vân Yên. Nàng ta là mỹ nữ đẹp nhất của Thư viện Thiên Phủ, phong thái hơn người, xinh đẹp lạnh lùng. Ta nghe nói rất nhiều nhân tài của các thế lực cấp bậc bá chủ để mắt tới nàng ta. Hi hi, đẹp thì đẹp thật, tiếc là cuộc tranh đoạt Kim Liên Tử Hỏa sẽ không có ai chắp tay nhường vì nàng ta xinh đẹp. Không ngờ nàng ta dám một mình dẫn đội, ta nghĩ mỹ nhân chắc chắn sẽ bỏ mạng trong cuộc tranh đoạt Kim Liên Tử Hỏa lần này. Nói rất đúng, suy cho cùng thế giới này chỉ so ai mạnh ai yếu, địa bảo, chỉ người có tài mới chiếm được. Có điều, nếu người đẹp chết thì thật đáng tiếc. Nếu lúc đó có thể trình diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân chắc có thể sẽ giành được lòng người đẹp, hi hi. Ha ha ha, ai có thể chắc chắn được, biết đâu cũng có thể xảy ra, giành được cả bảo vật và người đẹp, đây mới là người chiến thắng. Phải nói rằng Liễu Vân Yên rất có sức hấp dẫn. Vẻ đẹp của nàng ta không phải chỉ có sự xinh đẹp bên ngoài và dáng người đầy đặn như Lục Tư Âm, mà là sự sắc bén và khí chất cao ngạo, lạnh lùng bên trong. Kiểu nữ nhân này sẽ gây áp lực khá lớn cho nam nhân. Nhưng lại có thể dễ dàng kích thích ham muốn chinh phục của nam nhân và khiến họ mơ tưởng hơn. Do đó, nàng ta vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh mắt và những lời bàn tán không thể ngừng nghỉ. Đương nhiên những lời bàn tán lén lút này không thể thoát khỏi tai nhóm người Liễu Vân Yên, nàng ta tỏ ra bình tĩnh, không chút dao động. Một số đệ tử thiên phú bên cạnh trông không được thoải mái. Vô cùng bất mãn. Dù sao họ nói cũng hơi khó nghe. Đặc biệt là những lời phán đoán về Liễu Vân Yên càng chói tai hơn. Sư tỷ có muốn dạy cho những kẻ nói bậy này một bài học không? Lũ người này phải đánh cho một trận mới thành thật được. Nếu không ra tay, chúng sẽ cho rằng Thư viện Thiên Phủ chúng ta dễ bắt nạt. Có đệ tử không nhịn được nói. Thật ra cũng khá có đạo lý. Ra tay răn đe sẽ ít bị chỉ trích hơn. Liễu Vân Yên lạnh nhạt lên tiếng, không sao cả, ta cũng không ghét anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng qua phải có thực lực mới được. Những người khác nghe vậy thì không cam lòng, nhưng cũng không nói gì thêm. Lâm Nhất vẫn chưa về sao? Liễu Vân Yên tạm dừng, sau đó hỏi. Mấy ngày nay Lâm Nhất thường xuyên biến mất, căn bản không đi cùng họ. Vừa đến tối là sẽ không thấy bóng dáng. Ngay cả ban ngày cũng sẽ không xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngày thường Liễu Vân Yên sẽ không hỏi. Nhưng hôm nay họ đã đến gần Hồ Tử Vân, càng lúc càng gặp nhiều thế lực khác hơn. Thế mà hắn vẫn tự làm theo ý mình, điều này khiến nàng ta hơi bất mãn. Chưa ạ, không biết Lâm Đại ca lại đi đâu, nhưng huynh ấy nhất định sẽ đuổi theo kịp. Bạch Vân cười khẽ đáp. Đây là sự thật. Dù thường xuyên tách ra nhưng Lâm Nhất luôn có thể đuổi theo họ kịp. Tiểu sư muội bênh vực hắn thật, tiểu tử này muốn đối phó lãnh giật, ta nghĩ hắn sẽ đùa chúng ta một trận rồi rút lui thôi.
Đúng, ta thấy tính cách hắn ta ra tay tàn nhẫn, sát khí đáng sợ, chưa chắc là người lương thiện, nói không chừng hắn còn giấu chúng ta qua lại với thế lực khác, cũng có thể là vậy. Ngoại trừ Bạch Vân và Liễu Vân Yên, cả thư viện Thiên Phủ đều có thành kiến rất lớn với Lâm Nhất. Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể chấp nhận sự thật rằng một tên kiếm nô vô dụng đột nhiên trở nên tỏa sáng, mạnh hơn mình nhiều như Bạch Vân. Hơn nữa, mọi người đều có thể nhìn ra được thái độ của Bạch Vân đối với Lâm Nhất có chút bất công, trên cương vị là đệ tử đồng môn với Bạch Vân lâu ngày đương nhiên sẽ có tâm trạng khó chịu. Đừng cãi nhau nữa. Liễu Vân Yên trừng mắt nhìn mấy người kia, họ mới im lặng. Tuy rằng bất mãn, nhưng nàng ta sẽ không tin Lâm Nhất giấu nàng ta qua lại với thế lực khác. Một người có thể nghịch tập tạo nên tên tuổi công tử táng hoa dù có xấu xa đến đâu thì vẫn sẽ có danh dự. Hô! Đúng lúc này, một tiếng xé gió chói tai vang lên, hai bóng người chạy nhanh tới từ trong khu rừng phía trước như chớp, xuất hiện trước mặt nhóm người thư viện Thiên Phủ. Một người trong đó luôn giữ nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười trên môi, đã khá quen thuộc với các đệ tử thư viện Thiên Phủ. Đó chính là Phan Nhạc của Lầu Huyết Vũ, đệ tử thuộc thế hệ trẻ, hắn ta có địa vị khá cao trong Lầu Huyết Vũ. Người còn lại mặc áo đen quần đen, đeo mặt nạ báo màu máu quỷ dị trên mặt. Mọi người còn kiêng dè hắn ta hơn cả Phan Nhạc, toàn thân hắn ta toát ra sương mù dày đặc, khiến mọi người không thể nhìn thấu. Luôn lộ ra khí tức quái lạ. Đó chính là Lãnh Giật am hiểu quỷ đạo, đồ đệ của U Vân lão quỷ. Vù vù vù. Hai người vừa tiếp đất, trong khu rừng lại xuất hiện rất nhiều đệ tử mặc đồng phục Lầu Huyết Vũ, trên mặt ai cũng giữ vẻ lạnh lùng. Phan Nhạc, Lãnh Giật, thú vị, lần này có trò hay để xem rồi. Lầu Huyết Vũ kéo nhau đến là muốn nhằm vào thư viện Thiên Phủ đây mà. Ở thành U Châu, hai thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ này như nước với lửa, mâu thuẫn gay gắt, lần này gặp nhau thì e rằng khó có thể nương tay. Vừa mới nói Liễu Vân Yên xong, kẻ gây chuyện đã tới. Nếu nàng ta vừa gặp Kim Liên Tử Hỏa đã bỏ chạy sẽ buồn cười lắm đây. Cũng có thể lắm, Lầu Huyết Vũ thanh thế hùng hồn, Phan Nhạc và Lãnh Giật cùng nhau đến, chỉ dựa vào một mình Liễu Vân Yên vẫn chưa thể cản được. Nói đến mới thấy cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đã tới rồi. Hai đoàn người vừa gặp nhau đã khiến bầu không khí lập tức trở nên sôi trào. Những tiếng bàn tán vừa lắng xuống được một lúc lại trở nên vô cùng sôi nổi. Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía họ. Ở trong đó cũng có một vài nhân tài của thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ liên tục cười khẩy. Cuộc tranh đoạt Kim Liên Tử Hỏa còn chưa bắt đầu. Nếu hai thế lực lớn này đấu nhau ngươi chết ta sống trước khi cuộc tranh đấu diễn ra, họ sẽ rất vui lòng ngồi làm ngư ông đắc lợi. Liễu cô nương, Phan mỗ đã đợi lâu, tốc độ của cô thật sự rất chậm. Phan Nhạc cười nham hiểm, rõ ràng là đang cười nhưng khuôn mặt ấy lại khiến người ta cực kỳ khó chịu. Nếu ngươi không muốn để người khác làm ngư ông đắc lợi thì lập tức biến mất khuất mắt ta, sự kiên nhẫn của ta luôn có giới hạn. Các đệ tử thư viện Thiên Phủ đều vô cùng căng thẳng, Liễu Vân Yên thì rất bình tĩnh. Đâu có, lần này ta không muốn đánh nhau với thư viện Thiên Phủ các cô, chỉ là huynh đệ nhà ta có chuyện muốn nói với cô thôi. Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Liễu Vân Yên, Phan Nhạc chỉ cười nhạt, không cố chấp cãi lại. Trong lúc nói chuyện còn lặng lẽ lùi về sau một bước. Đã gặp người này chưa? Lãnh Giật bất giác bị hắn ta đẩy lên trước. Nhìn thẳng vào một người, đó là Lâm Nhất. Người này đã gặp qua là không thể quên được, hắn ta chỉ mới gặp Lâm Nhất vài lần trong đêm tối đã vẽ được chân dung của hắn giống đến 90%. Các đệ tử thư viện Thiên Phủ đều khẽ biến sắc. Lâm Đại Ca. Bạch Vân che miệng, hoảng sợ lên tiếng. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ của Lãnh Giật lập tức nhìn nàng ta, sau đó quay sang nói với Liễu Vân Yên, xem ra có quen biết. Người này đã cướp 1.000 viên linh ngọc tam phẩm của ta, xin Liễu cô nương hãy giải thích về chuyện này. 1.000 viên linh ngọc tam phẩm. Trời ạ, con số này thật lớn. Ai mà to gan dám cướp cả linh ngọc của Lãnh Giật thế? Hắn ta là đồ đệ của U Vân lão quỷ đấy, chẳng phải là muốn chết ư? Chậc chậc, lần này thật sự không còn cách nào giải quyết nữa. Trong đám đông lập tức vang lên những tiếng thốt kinh ngạc.
1.000 viên linh ngọc tam phẩm, đây cũng là một con số khá lớn đối với đệ tử của thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ. Vẻ khác thường thoáng qua trong mắt Liễu Vân Yên, nhớ tới cuộc phong ba chuột Long Nham, nàng ta lập tức hiểu. Thảo nào Lâm Nhất bảo hắn không thiếu linh ngọc. Nàng ta nhìn Phan Nhạc, lạnh lùng nói, vì 1.000 viên linh ngọc tam phẩm mà ám hại thư viện thiên phủ chúng ta, ngươi thật tàn nhẫn. Phan Nhạc khoanh hai tay trước ngực, cười khẽ, ta không biết cô đang nói gì. Hình như tiểu tử kia không ở trong đội ngũ của cô, xin Liễu cô nương hãy cho biết hành tung của hắn. Nếu không thì lầu huyết phủ sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Ta không biết. Liễu Vân Yên không hề có ý định thỏa hiệp, tả khí thế cương quyết. Thật sao, vậy ta sẽ tìm một người biết chuyện để hỏi xem. Một tia sáng lạnh lóe qua trong mắt Lãnh Giật, hắn ta nhìn chằm chằm vào Bạch Vân, đưa tay chuẩn bị xông qua. Dừng tay. Nhưng khi hắn ta vừa nhấc chân lên chợt có một tiếng quát lớn như sấm chớp vang lên. Tiếng quát này cứ quanh quẩn mãi trong núi rừng. Mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một bóng người màu xanh từ trên không trung rơi xuống đất như một tia chớp. Gần như chỉ vừa ngẩng đầu lên, ngay sau đó hắn đã xuất hiện trước đám người thư viện thiên phủ. Tốc độ nhanh quá. Tốc độ nhanh như chớp khiến người ta thầm kinh ngạc. Không biết là thần thánh phương nào. U Vân lão quỷ tiếng tăm hiển hách, thế mà đồ đệ của ông ta chỉ biết bắt nạt tiểu nha đầu nhà người khác sao? Sau khi tiếp đất, Lâm Nhất ngước mắt nhìn Lãnh Giật trong bộ đồ đen, nhếch miệng cười khinh thường. Người đã cướp linh ngọc của ngươi không phải nha đầu Bạch Vân. Có chuyện gì thì cứ tính sổ với hắn, nếu hắn ta ra tay với một nha đầu thì đừng trách hắn khinh thường hắn ta. Soạt. Những ánh mắt từ phía lầu huyết phủ lập tức đổ dồn vào Lâm Nhất. Các đệ tử thư viện thiên phủ thấy Lâm Nhất xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm. Bất kể thế nào thì oan có đầu, nợ có chủ, chuyện do hắn gây ra, đệ tử thư viện thiên phủ cũng không muốn gánh vác lửa giận của Lãnh Giật giúp hắn. Phan Nhạc nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Nhất, sâu trong mắt thoáng hiện tia sáng lạnh. 1.000 viên linh ngọc tam phẩm đó là của hắn ta. Số tiền đó để nhờ Lãnh Giật ra tay đuổi người của thư viện thiên phủ đi, tên Lâm Nhất này lại làm hỏng chuyện tốt của hắn ta, trong lòng hắn ta đã sớm ấp ủ ý định giết hắn. Có điều, khi hắn ta chú ý tới tu vi của Lâm Nhất thì nhíu mày, bán bộ tử phủ. Cảnh giới bán bộ tử phủ mà có thể bức Lãnh Giật rút lui, thậm chí còn hại hắn ta bị trận pháp phản phệ. Điều này thật khó tin. Người này ăn gan hùm mật báo hay sao mà dám đắc tội Lãnh Giật trong khi chỉ mới cảnh giới bán bộ tử phủ. Thú vị, ta cứ tưởng người đến là một nhân vật lợi hại, không ngờ chỉ là một tên vô dụng bán bộ tử phủ. Tu vi bán bộ tử phủ, mặc dù cũng có chút bản lĩnh nhưng hoàn toàn chẳng là gì khi đứng trước đám người Lãnh Giật, hắn ta chỉ cần một đầu ngón tay là có thể giết chết hắn. Chắc là không có vở kịch hay nào để xem đâu. Không chỉ có Phan Nhạc. Những võ giả nhân loại khác đang ẩn nấp xung quanh đều tỏ ra thất vọng. Lâm Nhất cũng không phải nhân vật hung ác mà họ đang mong chờ. Trên thực tế, đừng nói là người ngoài, ngay cả đám người của thư viện thiên phủ cũng tỏ ra nghi ngờ. Mặc dù họ đã thấy Lâm Nhất ra tay, thực lực của hắn không tầm thường. Nhưng chung quy hắn cũng chỉ mới cảnh giới bán bộ tử phủ. Sự chênh lệch giữa bán bộ tử phủ và tử phủ chân chính không phải có thể miêu tả bằng từ ngữ bình thường. Tối hôm đó, chắc hẳn Lâm Nhất đuổi Lãnh Giật đi được phần lớn nhờ vào thủ đoạn. Nhưng khi Phan Nhạc nhìn sang Lãnh Giật lại bất ngờ phát hiện khí lạnh trên người đối phương rõ ràng nặng hơn. Chẳng lẽ thật sự là tiểu tử này? Ha ha, ngày đó ta đã thả ngươi đi, không ngờ ngươi vẫn dám xuất hiện trước mặt ta. Dưới mặt nạ. Lãnh Giật cười gần vài tiếng, sát khí bắn ra từ trong mắt. Lâm Nhất nhướng mày, cười đáp, thả ta đi. Sao ta lại nhớ tối hôm đó ai đó đã chật vật bỏ chạy, thậm chí không dám nhặt mặt nạ của mình nhỉ? Tiểu tử này thật to gan. Mấy tên đệ tử đứng cạnh Liễu Vân Yên thầm hoảng sợ, trong mắt lóe qua vẻ ngạc nhiên. Họ có thành kiến rất lớn với Lâm Nhất, ngày thường cũng không chào đón hắn và cũng nghi ngờ việc hắn có thể chống lại Lãnh Giật. Nhưng họ vẫn hơi ngạc nhiên, không ngờ tiểu tử này lại dám đối đầu với Lãnh Giật ngay trước mặt mọi người.
Dũng khí này rất đáng được thừa nhận. Hừ, chỉ cam đảm thôi thì để làm gì, phải đánh lại mới được. Một người bên cạnh khó chịu lên tiếng. Bạch Vân cắn môi, kéo áo Liễu Vân Yên, mặc dù không nói chuyện nhưng cũng hiểu ý của nàng ta. Nhưng Liễu Vân Yên không chút dao động, không hề có dấu hiệu định ra tay giúp đỡ khiến nha đầu này sốt ruột. Lâm Nhất, tiêu điểm của mọi ánh nhìn và những lời bàn tán, đương nhiên đều nghe thấy rõ. Nhưng hắn không nói gì cả. Lâm Nhất bình tĩnh nhìn Lãnh Dật, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Trong trạng thái đỉnh phong, tên này quả thật có thực lực không tầm thường, còn là một đối thủ có thể giúp hắn tăng tiến thực lực. Phải thử xem rốt cuộc thực lực của hắn đã tiến bộ đến mức nào. Nếu người ngoài biết suy nghĩ trong đầu hắn lúc này thì chắc sẽ cười rụng răng, đường đường là Lãnh Dật mà chỉ là đối tượng để hắn thử tay nghề. Hôm nay ta không muốn nói nhiều với ngươi, thức thời thì giao Linh Ngọc đã cướp ra đây. Nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Lãnh Dật lạnh nhạt nói với ánh mắt thâm độc. Việc mất đi 1.000 viên linh ngọc tam phẩm kia đã khiến hắn ta mất mặt trước Phan Nhạc. Bất kể thế nào cũng phải rửa sạch mối nhục này. Ngươi thật ngây thơ, đồ đã vào tay, có ai lại ngu ngốc đi trả lại chứ? Lâm Nhất thoải mái đáp, không hề để sự nguy hiểm của đối phương vào mắt, lời nói tràn đầy mỉa mai. Ngươi muốn chết sao? Lãnh Dật giận tái mặt, sát khí trong mắt không cách nào kìm nén. Một khí tức đáng sợ từ trên người hắn ta toát ra, xung quanh lập tức trở nên cực kỳ lạnh lẽo không có lý do. Đợi đã, Lãnh huynh, tiểu tử này hơi kỳ quái. Ta nghi ngờ hắn là quân cờ do Liễu Vân Yên ném ra, nói không chừng được dùng để đồng quy vu tận với huynh. Huynh là đại tướng của ta, cứ để người khác thăm dò trước đã. Bản tính Phan Nhạc vốn gian xảo và đa nghi, hắn ta thấy Liễu Vân Yên bình tĩnh. Lại thấy Lâm Nhất chỉ có tu vi bán bộ tử phủ thì thật sự không thể không nghi ngờ được. Nếu Lâm Nhất và Lãnh Dật đều bị thương, người chịu thiệt lớn nhất chắn chắn là hắn ta. Trong lòng Lãnh Dật rất khó chịu, nhưng hắn ta vẫn kìm nén cơn giận đi ra phía sau. Phan Nhạc nháy mắt ra hiệu, trong số các đệ tử Lầu Huyết Phủ lập tức có 4 bóng dáng lao ra. Cả 4 người đều có tu vi cảnh giới bán bộ tử phủ. Khí tức của họ rất thâm hậu, cùng là bán bộ tử phủ nhưng họ còn mạnh hơn bát công tử của đế quốc Đại Tần rất nhiều, khí thế vô cùng sắc bén. Lâm Nhất còn chưa nghĩ rõ ràng, đối phương vừa ra lệnh, 4 người đã rút kiếm xông về phía hắn. Thăm dò ư? Một tia sáng rực lóe qua trong mắt Lâm Nhất, hắn chợt hiểu ra, bèn cười khẩy, nếu đã như vậy thì quỳ xuống hết cho ta. Lực lượng long tượng cổ xưa bộc phát từ trên người hắn. Khí chất của người thiếu niên anh Tuấn đột nhiên thay đổi. Không biết sống chết. 4 tên đệ tử Lầu Huyết Phủ nghe Lâm Nhất nói vậy thì lập tức nổi giận. Họ là đệ tử ưu tú của Lầu Huyết Phủ mà lại bị hắn xem nhẹ như thế, lập tức đồng loạt ra tay. Chân nguyên mình mông rót vào thân kiếm, mỗi người đều chém ra một tia kiếm quang huyết sắc dài hơn 10 trượng. Trong lúc nhất thời, huyết quang mù trời bao trùm lấy Lâm Nhất. Khắp nơi tràn ngập kiếm thế sắc bén và huyết sang chói mắt, thoạt nhìn rất đáng sợ. Nhưng ai ngờ Lâm Nhất lại bình tĩnh, chỉ cười khẽ một tiếng khi đối mặt với kiếm thế kinh thiên động địa như thế, chậm rãi đưa tay phải ra. Hành động này khiến người ta kinh ngạc. Hắn định làm gì? Dùng tay không để phá vỡ kiếm khí, thật ngây thơ. Lầu Huyết Phủ đứng đầu thành U Châu với kiếm pháp sắc bén. Dừng nói là tay không. Kể cả huyền binh bình thường cũng không đỡ nổi sự sắc bén của kiếm thế này. Ngu xuẩn. 4 tên đệ tử ra tay nở nụ cười mỉa mai, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ở trong mắt họ, Lâm Nhất đã là một người chết. Phan Nhạc xoa cằm, vẻ đắc ý thoáng qua trong mắt, may mà hắn ta phát hiện sớm. Tiểu tử này quả nhiên là một kẻ cố làm ra vẻ, nếu thật sự để hắn đánh nhau với Lãnh Dật thì sẽ chịu thiệt khá lớn. Ngay cả Lãnh Dật cũng nghi hoặc, rốt cuộc đối phương có phải là thiếu niên đã đánh nhau với hắn ta tối hôm đó không? Đáng lý ra người tối hôm đó không phải loại người ngông cuồng ngu xuẩn như vậy. Trong mắt mọi người, thiếu niên đã là một người chết, nhưng cảnh tượng không ai ngờ tới lại xảy ra. Lâm Nhất chậm rãi đưa tay phải ra, 5 ngón tay đột nhiên siết chặt lại. Ầm ầm.
Lực lượng long tượng cổ xưa trong cơ thể hắn cuồn cuộn như dòng sông, liên tục rót vào trong quyền mang. Bùm! Khi hắn tung quyền, một tiếng gầm đáng sợ vang lên. Thiếu niên áo xanh như biến thành một con man thú thượng cổ, tiếng quyền mang nổ tung hóa thành âm thanh long tượng, ùn ùn kéo đi. Long tượng thượng cổ hung ác điên cuồng, khí thế mạnh mẽ là thứ không tưởng đối với người trong võ đạo thời nay. Nhưng bây giờ uy lực của một quyền này lại cho mọi người được chứng kiến phong thái ngang ngược bá đạo của man thú năm đó. Phụt! Gần như trong nháy mắt, kiếm thế kinh thiên động địa của bốn người này sụp đổ. Dưới sự hỗ trợ của âm thanh long tượng, uy thế quyền mang không giảm khiến cả bốn người đều hộc máu. Kinh hãi trong nháy mắt, kiếm hư vô phát. Lâm Nhất thu tay phải về, hai tay đưa về trước đan vào nhau, ngón cái hai tay đặt lên ngón giữa, ngay sau đó hai tay búng ra. Đạn chỉ thần kiếm ngưng tụ ra bốn tia kiếm quang màu bạc, chợt lóe trên không trung rồi biến mất. Răng rắc. Khi rơi xuống đất, cả bốn người đều quỳ một chân xuống, máu chảy ràn rụa trên đầu gối chân đang quỳ. Đầu gối họ đã bị kiếm quang xuyên thủng. Bốn người sắc mặt tái nhợt, cắn răng nghiến lợi, giãy giụa định đứng lên. Lâm Nhất cười lạnh lùng, nếu đã quỳ thì nên ngoan ngoãn quỳ tiếp đi. Uy áp long tượng kinh khủng đè lên người họ như ngọn núi cao sừng sững, dù cho họ giãy giụa thế nào cũng không thể đứng dậy. Họ quỳ xuống thật kìa. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng bốn người ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Lâm Nhất khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Phan Nhạc vừa rồi còn tươi cười, trong mắt tràn đầy đắc ý, giờ đây lập tức tối sầm mặt. Đi chết đi. Cuối cùng Lãnh Giật đeo mặt nạ không chịu được nữa, đưa tay tung một chưởng về phía Lâm Nhất. Trên không trung lập tức xuất hiện một bàn tay gầy guộc khổng lồ, so với tối hôm đó, bàn tay này còn chảy máu, khi đánh xuống làm cho gió lạnh nổi lên, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Lâm đại ca cẩn thận. Lãnh Giật đột nhiên ra tay khiến đám người thư viện thiên phủ hoàn toàn biến sắc. Tiểu Bạch Vân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, không nhịn được kêu lên. Đến đúng lúc lắm. Lâm Nhất khẽ quát một tiếng, dấu ấn được in từ ngọn lửa long tượng trên ngực lập tức phát ra ánh sáng. Khi dấu ấn này lan rộng ra khắp cơ thể, lực lượng long tượng trong cơ thể đột nhiên bốc cháy, trộn lẫn với tử diên kiếm kình hóa thành một nguồn năng lượng sắc bén, mênh mông vô tận, rót vào trong quyền mang. Khi quyền mang nổ tung, âm thanh long tượng đinh tai nhức óc phóng thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây, tất cả mọi người đều cảm nhận được sóng âm phát ra, gió lớn đến mức khiến họ không thể mở mắt. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, bàn tay máu khổng lồ đáng sợ như vươn ra từ dưới địa ngục kia bị quyền mang nghiền nát một cách dễ dàng, Lãnh Giật trên không trung đau đớn hét lên rồi bay ngược ra xa. Hóa ra không chịu nổi một đòn. U Vân lão quỷ giết người như ngóe, hung danh hiển hách, lẽ nào ngươi là đồ đệ giả? Lâm Nhất nhướng mày, cười khẽ. Trong lời nói của hắn tràn đầy giễu cợt, Lãnh Giật đang tạm ổn lập tức giận hộc máu. Trong cơn phẫn nộ, hắn ta vừa định xông lên thì bị một bàn tay đè lại. Phan Nhạc khoác tay phải lên vai Lãnh Giật, nhìn Lâm Nhất, cau mày hỏi, xin hỏi rốt cuộc các hạ là thần thánh phương nào? Đế quốc Đại Tần. Lăng Tiêu Kiếm Các, công tử Táng Hoa, Lâm Nhất. Dư chấn ở xung quanh vẫn chưa tan, thiếu niên đeo hộp đựng kiếm, áo xanh tung bay theo gió, dấu ấn màu tím trên mi tâm càng thêm nổi bật và tự do. Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất. Giọng nói không kiêu căng không tự ti của thiếu niên đã thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc. Chỉ với một quyền đã đánh lui Lãnh Giật. Vừa rồi hắn cũng đã dùng một quyền phá tan kiếm thế của bốn tên đệ tử ưu tú Lầu Huyết Vũ, uy thế trấn áp khiến đối phương quỳ dưới đất không thể đứng dậy. Đối với Lầu Huyết Vũ, nỗi nhục này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của hắn mạnh đến mức khiến người ta kinh ngạc, cùng là bán bộ tử phủ nhưng lại không chịu nổi một chiêu trong tay hắn. Nhưng không ngờ ngay cả Lãnh Giật ra tay cũng bị hắn đánh bay chỉ với một quyền. Có thể một phần nguyên do là Lãnh Giật coi thường địch, nhưng dù thế nào cũng không thể nghi ngờ thực lực của Lâm Nhất. Phải biết rằng hắn chỉ mới có cảnh giới bán bộ tử phủ. Nghĩ vậy, mọi người lập tức lạnh sống lưng, cảm thấy càng đáng sợ hơn.
Đừng trách tại sao Phan Nhạc lại kinh ngạc ngăn cản Lãnh Giật. Nếu tiếp tục đánh nhau, dù có thể thắng được Lâm Nhất hay không, cục diện giữa Lầu Huyết Vũ và Thư viện Thiên Phủ chắc chắn sẽ là cả hai bên cùng bị thua thiệt. Trong tình huống chưa thấy Kim Liên Tử Hỏa chắc chắn sẽ để người khác nhặt được của hời. Lãnh Giật có thể liều lĩnh đánh nhau với Lâm Nhất. Nhưng hắn ta phải đứng ra cân nhắc từ góc độ của Lầu Huyết Vũ. Lâm công tử phải không? Trên khuôn mặt tối sầm của Phan Nhạc đột nhiên hiện lên nụ cười nhiệt tình, thì ra các hạ không phải người của Thư viện Thiên Phủ, nếu vậy thì chúng ta có thể làm bằng hữu không? Họ cho ngươi giá cao bao nhiêu, Phan mỗ ta đây sẽ cho ngươi gấp đôi. Tất nhiên, chuyện 1.000 viên linh ngọc tam phẩm kia, chỉ cần ngươi gật đầu thì ta sẽ không truy cứu nữa. Rất nhiều người mắng thầm Phan Nhạc vô liêm sỉ, không ngờ hắn ta lại trở mặt nhanh như vậy. Cũng có người thầm khâm phục, Phan Nhạc này thật quyết đoán. Khi biết rõ quan hệ của đối phương với Thư viện Thiên Phủ, hắn ta quyết đoán ra giá, chưa chắc không thể làm Lâm Nhất dao động. Dù sao thì với người trong giang hồ, lợi ích vẫn là trên hết. Nếu như thành công sẽ là một cú đả kích chí mạng đối với Thư viện Thiên Phủ. Hắn ta vừa nói xong, đám người Thư viện Thiên Phủ lập tức trở nên căng thẳng. Tiểu Bạch Vân sốt ruột muốn nói gì đó nhưng lại bị Liễu Vân Yên ngăn cản. Người muốn mua chuộc ta đấy ư? Lâm Nhất cười. Kết bạn thôi mà, huống hồ mọi thứ trên thế gian này đều có giá trị tồn tại, con người cũng vậy. Liễu Vân Yên có thể ra giá, Phan Nhạc ta đây cũng có thể ra giá, Lầu Huyết Vũ vốn không thua kém Thư viện Thiên Phủ. Chỉ cần Lâm Huynh lên tiếng, mọi chuyện đều sẽ dễ nói. Thấy Lâm Nhất có vẻ dao động. Nụ cười trên mặt Phan Nhạc càng thêm rạng rỡ, hắn ta tiếp tục khuyên nhủ. Nói cũng không sai. Lâm Nhất cười đáp, đám người Thư viện Thiên Phủ nghe vậy thì lập tức căng thẳng. Có điều tuy ta không thích nữ nhân Liễu Vân Yên này, nhưng nàng ta đã từng chữa thương cho ta, huống hồ còn có nha đầu ngốc đã cứu mạng ta. Mọi thứ đều có giá cả, nhưng tình nghĩa là vô giá, ta đoán Phan Huynh chưa chắc hiểu được đạo lý này. Hắn mỉm cười. Bình tĩnh nhìn đối phương. Phan Nhạc lập tức sầm mặt lại. Thuyết phục cả buổi, thế mà tiểu tử này vẫn không có ý định thương lượng với hắn ta. Hắn chỉ đang đùa hắn ta thôi. Vậy cứ chờ xem, chỉ là một tên đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Các mà dám can thiệp vào chuyện giữa chúng ta. Đến lúc đó ngươi sẽ không biết mình đã chết như thế nào đâu. Lâm Nhất nhìn đối phương, cười khẽ chỉ dựa vào đám người Lầu Huyết Vũ như các ngươi ư. Chắc là sẽ khó khiến ta cảm thấy uy hiếp lắm đây. Nếu thật sự ra tay, có thể hắn không phải đối thủ của nhiều người như vậy. Nhưng đánh không lại thì không thể chạy à. Và lại đợi hắn thăng cấp lên tử phủ, nếu như đánh nhau thì vẫn chưa biết trước được ai thắng ai thua. Hy vọng các hạ sẽ luôn có thể cười vui vẻ như vậy. Phan Nhạc cười lạnh lùng, sau đó nhìn sang những người ẩn nấp xem náo nhiệt, nơi đó đang cất giấu không ít cao thủ. Hắn ta rời mắt đi, phất tay áo dài, trầm giọng bảo đi. Lãnh Giật trong bộ đồ đen đứng bên cạnh lại không cam lòng, trước khi đi hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Nhất, sát khí trong mắt hiển hiện không chút che giấu. Tại sao Phan Huynh không cho ta ra tay giết tiểu tử này? Lãnh Giật xoay người lại hỏi. Vừa rồi hắn ta hơi bực bội, ỷ vào trạng thái đỉnh phong của mình nên chỉ dùng chưa tới một nửa thực lực. Hắn ta cứ tưởng đã thừa sức trà đạp Lâm Nhất. Nhưng không ngờ lại chịu thiệt ngay trước mặt mọi người, còn bị Lâm Nhất cười nhạo. Không gấp, cứ từ từ chơi. Bây giờ ra tay thì hời cho người khác quá. Tên nhóc này đã muốn chết thì cứ chịu ý hắn đi. Trong trận tranh giành Kim Liên Tử Hỏa, tên nhóc này giao lại cho Lãnh Huynh giải quyết vậy. Phan Nhạc thản nhiên cười, ánh mắt vô cùng độc ác. Yên tâm, ta còn nhiều thủ đoạn chưa dùng đến. Nếu tên nhóc này vì thế mà đánh giá thấp thực lực của ta thì cũng không sao, đến lúc đó hắn sẽ chết càng thảm hơn mà thôi. Dưới lớp mặt nạ Li Miu, Lãnh Giật cười nham hiểm, khiến người khác kinh hãi không thôi. Phan Nhạc gật đầu, hắn ta nhất định phải lấy được Kim Liên Tử Hỏa, bất kể là ai, dám chắn đường hắn ta thì đều phải chết. Lâm Nhất muốn đấu với hắn thì cứ từ từ chơi. Công tử Táng Hoa quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn đám người Lầu Huyết Vũ đi xa dần, Liễu Vân Yên chậm rãi tiến lên, khẽ giọng nói.
Lâm Nhất thản nhiên nói, so với Liễu cô nương thì vẫn còn kém một chút. Liễu Vân Yên như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, nếu chỉ xét về thực lực võ đạo, e là ta cũng khó làm gì được ngươi, nhưng, nếu tính đến những thủ đoạn khác thì chưa chắc. Câu này mang hàm ý rằng nếu nàng ta sử dụng thủ đoạn của huyền sư thì Lâm Nhất vẫn không phải là đối thủ của nàng ta. Lâm Nhất cười cười, không tranh luận. Đợi đối phương nhìn thấy phong thái rút kiếm chân chính của mình, hy vọng nàng ta vẫn có thể tự tin như vậy. Đối phương có thủ đoạn của huyền sư, lẽ nào hắn không có thủ đoạn khác sao? Lúc này, ánh mắt những đệ tử khác của Thư viện Thiên Phủ nhìn Lâm Nhất cũng đã thay đổi nhiều, ban đầu là tôn kính không dám tiếp cận, bây giờ thì càng sợ hãi, kính nể hơn. Đến bây giờ, e rằng không còn ai dám có thành kiến gì với hắn. Lâm công tử, vừa rồi hai chữ tình nghĩa rất hợp ý ta. Sau khi chuyện này kết thúc, chuyện ta hứa với ngươi nhất định sẽ làm được, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Trong mắt Liễu Vân Yên lóe lên vẻ dịu dàng, khẽ giọng nói. Vừa rồi, Lâm Nhất không hề dao động trước cái giá mà Phan Nhạc đưa ra khiến nàng ta nhìn hắn bằng con mắt khác. Lâm Nhất không đáp lời, chỉ thản nhiên nói, chuyện ta đã hứa với cô thì chắc chắn sẽ cố hết sức làm, và lại ta cũng có nhu cầu với Kim Liên Tử Hỏa. Nhắc tới, có lẽ đã sắp tới chỗ Kim Liên Tử Hỏa sinh trưởng rồi. Hắn nhìn thấy trong rừng rậm xung quanh có không ít cao thủ ẩn nấp. Số cao thủ đó lại chiếm cứ một phương, cắm trại đóng quân, không hề đứng dậy. Có thể đoán được khoảng cách tới chỗ Kim Liên Tử Hỏa không còn xa. Liễu Vân Yên gật đầu, đưa ngón tay chỉ về phía trước, nhìn thấy mảng sương mù màu tím đó không? Hồ Tử Vân bên dưới sương mù chính là nơi Kim Liên Tử Hỏa sinh trưởng. Nhìn theo hướng nàng ta chỉ, Lâm Nhất thầm nghĩ đúng là không còn xa nữa. Với thực lực của bọn họ, nếu gặp phải trở ngại, nhiều lắm nửa ngày là có thể giết đến đó. Nhưng vì sao những người khác lại không đi nữa? Bảo vật gần ngay trước mắt mà bọn họ lại không có động tĩnh gì, thật là kỳ quái. Hồ Tử Vân được tạo thành từ dịch thể điện và dung nham, sương mù lan tràn kia cũng ngập tràn sức mạnh lôi và hỏa. Nếu ở trong đó, sơ sẩy một chút là sẽ bị thiêu cháy, chết không còn xác, bọn họ đều đang đợi sương mù tan rồi mới xuất phát. Bên cạnh có đệ tử của Thư viện Thiên Phủ lên tiếng giải thích. Hóa ra là vậy, hồ nước tạo thành từ dịch thể điện và dung nham cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hễ là nơi thiên tài địa bảo sản sinh sẽ có yêu thú bảo vệ, có lẽ Hồ Tử Vân này cũng không ngoại lệ. Không bao lâu nữa sẽ là một trận long tranh hổ đấu, đương nhiên Lâm Nhất phải tìm hiểu về Hồ Tử Vân nhiều hơn. Trong Hồ Tử Vân thì không có, nghe nói dưới đáy hồ có một con yêu thú cảnh giới âm huyền đại thành cấp bá chủ, nhưng đã hơn 100 năm nay không hiện thân, có lẽ là đã độ kiếp thất bại. Ngược lại, trên đường đến Hồ Tử Vân e là sẽ gặp phải không ít yêu thú cản trở. Liễu Vân Yên nhìn quanh, trừ cao thủ tụ tập ở các nơi ra, sâu trong rừng thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng thú gầm đáng sợ. Số yêu thú này là biến số cuối cùng trên đường tiếp cận Hồ Tử Vân. Nếu ai xui xẻo, gặp phải yêu thú quá mạnh thì kế hoạch tranh đoạt Kim Liên Tử Hỏa sẽ thất bại ngay lập tức. Đúng rồi. Liễu Vân Yên nhớ tới chuyện gì đó, vừa quan sát Lâm Nhất vừa nói, 1000 viên linh ngọc tam phẩm của tên đó thật sự bị ngươi thu vào túi rồi sao? May mắn mà thôi. Lâm Nhất khẽ giọng nói. Ngươi đắc tội chết với lãnh giật như vậy, cũng không biết lúc nào tốt lúc nào xấu. Sư phụ hắn ta U Vân lão quỷ nổi tiếng bao che. Nếu Lầu Huyết Phú thật sự cử cao thủ đối phó ngươi, ít nhiều cũng sẽ kiêng dè Thư viện Thiên Phủ bọn ta. Nhưng lão quỷ đó xuất thân tà tu, ông ta mà ra tay thật thì sẽ không kiêng nể gì. Liễu Vân Yên nhìn về phía hắn, hơi lo lắng nói. Người phụ nữ này lại quan tâm đến mình khiến Lâm Nhất cảm thấy vô cùng bất ngờ. Vậy phải làm sao? Bạch Vân ở bên cạnh lập tức sốt ruột. Dễ thôi, nếu thật sự có lòng thì gia nhập Thư viện Thiên Phủ chúng ta đi. Với thiên phú của ngươi sớm muộn cũng trở thành đệ tử nòng cốt, địa vị còn cao hơn chấp sự khách khanh gì đó. Trong mắt Liễu Hiên Vân lóe lên ý cười, chiều mộ Lâm Nhất, nói tiếp, nhắc tới. Người cũng có nghiên cứu về linh văn đúng không? Gia nhập Thư viện Thiên Phủ bọn ta khá phù hợp, chắc chắn sẽ có chỗ cho ngươi phát huy.
Hay quá, Lâm đại ca lại hiểu biết cả linh văn. Bạch Vân kinh ngạc thốt lên. Không những nàng ta mà những đệ tử khác của Thư viện Thiên Phủ cũng tỏ ra kinh ngạc. Thực lực giỏi thì thôi không nói, nếu còn thông hiểu linh văn thì thật sự khiến bọn họ không sánh kịp. Lâm Nhất thầm cười trong bụng, biết ngay Liễu Vân Yên này nói vòng vo chắc chắn có ý đồ. Hóa ra là muốn chiêu mộ hắn. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tư này, trước quần long thịnh yến, hắn sẽ chỉ là công tử táng hoa của Lăng Tiêu Kiếm Các. Khách khanh có thể miễn cưỡng làm, nhưng đệ tử thì thôi vậy. Hắn không phải người vong ân phụ nghĩa. Đúng lúc hắn định lên tiếng, nơi sương mù màu tím bao phủ ở phía xa đột nhiên xuất hiện dị tượng liên miên, gió mạnh nổi lên. Trong sương mù mênh mông, tiếng tia sét nổ lộp bộp vang lên, có ánh lửa thiêu đốt trải dài vô tận trong sương mù. Sấm sét và lửa tranh đấu, trong sương mù diễn hóa nên một cảnh tượng kỳ lạ. Trong lúc chúng tiêu hao lẫn nhau, sương mù tím mênh mông tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy. Kim liên tử hỏa. Trong lúc mơ hồ, dõi mắt nhìn ra xa, thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng kim liên ở trung tâm hồ nước. Người ngựa ở sâu trong rừng lập tức nháo nhào lên, ánh mắt vô cùng nóng cháy. Ầm ầm. Không chỉ có võ giả loài người, mà yêu thú ẩn nấp sâu trong rừng cũng hành động. Mặt đất rung chuyển, loạt tiếng thú gầm đáng sợ vang vọng. Vù vù. Trên không trung, tiếng xé gió chói tai không ngừng vang lên, hàng loạt bóng người không ngừng chạy về phía trước. Trong mắt Liễu Vân Yên lóe lên tia sáng, thấp giọng nói, xuất phát. Sương tím mù mịt còn chưa tản ra hết, đã có vô số bóng người chạy xuyên qua rừng. Vù, vù, vù. Tiếng xé gió chói tai nối tiếp nhau, không ngừng rít lên giữa rừng. Yêu nghiệt của các thế lực nấp trong bóng tối trước kia đều không còn ý muốn ẩn nấp nữa. Ánh mắt bọn họ hừng hực lửa cháy, lao nhanh về phía nơi kim liên tử hỏa sinh trường. Nơi đó, sấm sét và lửa lượn quanh, trong sương mù diễn ra dị tượng như ảo mộng, đẹp cực kỳ mà lại đầy rung động. Hồ Tử Vân vốn đã đẹp như mơ, thêm dị tượng như vậy lại càng tràn đầy sức cám dỗ, giống như người đẹp ngủ say bỗng có gió thổi bay lớp sa mỏng che trước giường nàng ấy. Dung nhan quyến rũ thoát ẩn thoát hiện trong gió, khiến người ta mơ mộng. Sức quyến rũ của kim liên tử hỏa đúng là không ai chống lại được. Lâm Nhất ở bên cạnh Liễu Vân Yên, nhìn bóng người chạy vùn vụt xung quanh, khẽ giọng than thở. Lẽ nào đi sớm thì chắc chắn có thể lấy được kim liên tử hỏa. Đáng tiếc, đạo lý là như vậy nhưng không ai muốn chậm hơn người khác một bước. Liễu Vân Yên nhẹ giọng nói, bán bộ tử phủ đến tử phủ chân chính khó đến mức nào. Cho dù là đệ tử của thế lực cấp chuẩn bá chủ như bọn ta cũng không ngoại lệ. Huống hồ, những kim liên tử hỏa có thể dùng tử hỏa tẩy luyện chân nguyên một lần, đồng nghĩa dục hỏa trùng sinh. Đúng vậy, sức cám dỗ của kim liên tử hỏa không ai có thể chống lại. Lâm Nhất cũng không ngoại lệ. Ngay cả những yêu nghiệt đã thăng cấp lên tử phủ cũng chưa chắc không động lòng. Dù bọn họ đã vào tử phủ, nhưng công hiệu tẩy luyện chân nguyên của tử hỏa vẫn còn đó, vẫn sẽ giúp thực lực bản thân tăng lên không ít. Bây giờ, chân nguyên của Lâm Nhất đã chuyển đổi thành tử diên kiếm kình màu trắng bạc, nếu để tử hỏa tẩy luyện thêm một lần nữa, độ cô đọng của chân nguyên sẽ vượt xa người bình thường. Nếu có thể nhân cơ hội này đột phá lên tử phủ, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Thời gian trôi nhanh, trong khu rừng thông đến Hồ Tử Vân, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đánh nhau giữa yêu thú và võ giả. Mùi máu tanh nhàn nhạt lan tràn trong không khí, thi thể trên mặt đất dần nhiều lên. Võ giả có, yêu thú cũng có. Cảnh tượng bi thảm đáng sợ lại không thể ngăn cản ngọn lửa trong lòng mọi người. Đệ tử của Thư viện Thiên Phủ cũng gặp phải không ít yêu thú, nhưng số khá đỏ, dọc đường đi không gặp phải hung thú cấp tinh anh. Thậm chí chưa cần đến Lâm Nhất và Liễu Vân Yên ra tay đã có thể giải quyết dễ dàng. Bất thình lình một con ma lang hai mắt đỏ máu, thể hình rất lớn, thét gào từ trên cao nhảy xuống. Tốc độ của nó nhanh đến mức đáng kinh ngạc, móng vuốt sắc bén không gì cản nổi, trong chớp mắt đã có vài đệ tử của Thư viện Thiên Phủ bị nó làm bị thương nặng. Con huyết sắc ma lang cười mấy tiếng ma quái, lao vào tới phía Bạch Vân đang ở phía sau hàng ngũ. Đám người Thư viện Thiên Phủ đang rối loạn lập tức biến sắc, không ít người kinh hãi thét lên.
Liễu Vân Yên đi đầu ngoảnh nhìn lại, mày nhíu chặt. Nhưng khi quay lại thì phát hiện Lâm Nhất mới đó còn ở bên cạnh mình đã không thấy tung tích. Đợi đến khi nàng ta hoàn hồn lại, Lâm Nhất đã lao ra từ lâu. Tốc độ nhanh thật. Trong mắt Liễu Vân Yên lóe lên tia sáng kỳ dị, đây không phải là lần đầu tiên nàng ta cảm thấy kinh ngạc với thân pháp của Lâm Nhất nữa rồi. Thân pháp của hắn không thua kém gì một số đệ tử nòng cốt mà nàng ta từng gặp. Nhưng hắn xuất thân từ Lăng Tiêu kiếm các, đáng lẽ phẩm cấp thân pháp không cao mới đúng. Sức mạnh long tượng cổ xưa lan tràn khắp cơ thể Lâm Nhất, khí huyết toàn thân sao động, cuồn cuộn không dứt giống như nước trong sông lớn. Lâm Nhất bay xuống từ trên không trung, giống như một con man thú thời thượng cổ, nhắm thẳng vào con huyết sắc ma lang kia. Âm thanh long tượng đại chiến với đám lầu huyết phú trước kia lại vang lên như sấm đánh một lần nữa, vang vọng không dứt bên tai mọi người. Đợi đến khi quyền mang va chạm với đầu con huyết sắc ma lang kia, tiếng động lớn rung trời lập tức nổ ra. Sức mạnh nhị thập đỉnh ập xuống, dư âm lan ra, không ít đệ tử thư viện thiên phủ ở xung quanh đều bị hất bay ra ngoài. Răng rác, huyết sắc ma lang bị quyền mang đánh trúng, đầu nó lập tức nổ thành làn xương máu. Một con yêu thú cảnh giới âm huyền tiểu thỉnh thoáng chốc trở thành cái xác không đầu, cảnh tượng này quả thật khá đáng sợ. Thằng nhóc đó, nhiều người nhìn Lâm Nhất mà sững sờ. Thật ra con huyết sắc ma lang đó cũng không mạnh, nhưng tốc độ nó quá nhanh, nếu Lâm Nhất không ra tay thì không biết sẽ có bao nhiêu người bị thương bởi nó. Lâm đại ca. Bạch Vân kinh hãi, vội vàng chạy lại. Gào. Lâm Nhất còn chưa kịp an ủi nàng ta, trong rừng, một con hắc thiết ma viên thân hình to lớn, lông phủ khắp mình, răng nanh lộ ra ngoài bỗng nhiên nhảy ra. Khí tức trên người nó rõ ràng đã đạt đến cảnh giới tử phủ âm huyền tiểu thành, trong đôi mắt lạnh như băng có ánh sáng màu máu lưu chuyển. Đây là một con yêu thú cấp tinh anh cảnh giới âm huyền tiểu thành. Không đợi mọi người tỉnh táo lại, hai con yêu thú nữa lần lượt xuất hiện. Trên người mỗi con đều được bao phủ bởi khí tức đáng sợ, bọn chúng đều là yêu thú cấp tinh anh cảnh giới âm huyền tiểu thành. Đệ tử của thư viện thiên phủ giật mình kinh hãi. Ngày thường những yêu thú cấp bậc tinh anh gần như rất hiếm gặp, nhưng một khi gặp phải thì khó tránh sẽ phải chiến đấu với nhau đến sức đầu mẻ chán, ắt phải có một bên bị chết. Nhưng kim liên tử hỏa sắp sinh ra, đám yêu thú này lại trở nên đoàn kết một cách hiếm có. Dù gì, nếu như không đoàn kết thì e là bọn chúng đều sẽ phải chết trong tay võ giả. Đám yêu thú tử phủ cấp bậc tinh anh này đều vô cùng cẩn thận. Không hề tùy tiện xông lên tấn công. Mà bọn chúng từ từ từng bước áp sát, không ngừng dùng uy lực yêu sát trên người mình làm gia tăng sự sợ hãi trong lòng tất cả mọi người. Ta có cách. Liễu Vân Yên xuất hiện bên cạnh Lâm Nhất, mở miệng nói. Ồ! Trong lòng Lâm Nhất như bừng tỉnh, bình tĩnh nói, vậy thì cứ làm theo cách của cô đi, ba con yêu thú này ta sẽ đối phó, các ngươi đi trước đi. Liễu Vân Yên dùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn Lâm Nhất một cái, khẽ giọng nói, ta là nói, ta sẽ giữ chân ba con yêu thú này, ngươi đưa mọi người đi trước. Đợi sau khi ta giải quyết xong sẽ lại đi tìm các ngươi. Như vậy cũng được. Lâm Nhất nghĩ ngợi một lúc cũng không cảm thấy có gì không ổn. Với thực lực của Liễu Vân Yên, dư sức giữ chân ba con yêu thú này. Nhưng mà, nếu như ngươi đã chủ động đứng ra ứng chiến. Vậy thì ta đành miễn cưỡng nhường lại cơ hội này cho ngươi vậy. Liễu Vân Yên đổi giọng, khẽ cười nói. Lâm Nhất bỗng cảm thấy hết nói nổi, chỉ cười khổ đáp, đúng là làm khó cô quá nhỉ, nhưng như vậy cũng được. Trong đôi mắt hắn bỗng bùng lên tia sáng long lanh, ý chí chiến đấu hừng hực, vừa rồi chiến đấu với lầu huyết phú hắn vẫn chưa thấy đã tay. Thực lực của hắn còn chưa thi triển được hết một nửa, cho nên hắn chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Bây giờ, ba con yêu thú cấp bậc tinh anh này coi như miễn cưỡng có thể chơi được. Kinh hãi trong nháy mắt, kiếm hư vô phát. Trong lúc nói chuyện, Lâm Nhất đã vung tay búng ra ba luồng kiếm mang màu trắng bạc. Kiếm mang màu bạc kia tựa như tia sét xé rách tầng mây, cực kỳ chói mắt, chỉ trong chớp mắt đã xé gió lao đi. Grao grao grao. Ba con yêu thú tử phủ bị đòn tấn công đánh trúng, đau đến mức giống lên liên tục. Ánh mắt màu đỏ máu đồng thời cũng bao trùm lên người Lâm Nhất.
Áp lực nặng nề như ngọn núi ập xuống, Lâm Nhất bị chèn ép đến mức đầu kêu lên ong ong, nhưng dòng máu trong người thì lại sôi sục triệt để. Đi! Liễu Vân Yên trước giờ luôn quyết đoán, tranh thủ cơ hội này liền đưa mọi người của thư viện Thiên Phủ lách qua khe hở giữa những con yêu thú bỏ chạy. Mấy người quay đầu lại nhìn, liền thấy Lâm Nhất lấy một địch ba. Thiếu niên áo sam xanh với mái tóc dài tung bay, trên người có uy lực của long tượng thượng cổ được gia cố bởi kiếm ý, khí thế khi đối đầu với ba con yêu thú này không hề kém hơn. Liễu sư tỷ, hắn có chịu được không? Đệ tử của thư viện Thiên Phủ hơi ngạc nhiên nói. Cứ tin vào hắn. Liễu Vân Yên bình tĩnh nói. Lâm đại ca, bảo trọng nhé. Bạch Vân hét lên thật to về phía Lâm Nhất. Giây lát sau, một hàng người dưới sự dẫn dắt của Liễu Vân Yên nhanh chóng chạy về phía Hồ Tử Vân. Nữ nhân này, chạy nhanh thật. Lâm Nhất bật cười tự giễu, Liễu Vân Yên còn quyết đoán hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. Cũng tốt, đám đệ tử của thư viện Thiên Phủ này cứ ở lại thì sẽ mãi không thể bộc lộ được hết thực lực thực sự của mình. Hắc Thiết Ma Viên cùng hai con yêu thú khác lại không cho Lâm Nhất có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung, thấy hắn hơi phân tâm liền nhân cơ hội, lấy khí thế sắc bén, rít gào xông đến muốn giết chết Lâm Nhất. Rầm, rầm, rầm. Ba con yêu thú tử phủ cấp bậc tinh anh đồng thời nhào đến tấn công, yêu uy cực thịnh, vô cùng hung hãn. Mặt đất rung lên, nổ tung tạo ra những rãnh nứt chằng chịt. Giữa thiên khung, ba loại yêu sát khác nhau đan xen chằng chịt như biến thành thực thể. Đến hay lắm. Chiến ý trong đáy mắt Lâm Nhất bùng lên, long tượng chiến thể quyết và tử diên kiếm quyết đỉnh phong viên mãn đồng thời vận chuyển, sức mạnh long tượng cổ xưa và tử diên kiếm kình lạnh lẽo hòa vào nhau. Hóa thành nguồn sức mạnh mênh mông cuộn trào, sục sạo lung tung bên trong cơ thể, tựa như ngọn núi lửa đang sục sôi. Đến khi nguồn sức mạnh này tăng đến cực điểm, khí thế trên người Lâm Nhất đã ngưng tụ viên mãn, giống như một thanh kiếm sắc bén chém ngang thiên uy do yêu sát bao trùm kia tạo nên. Muốn giết ta? Còn lâu mới đủ sức. Nhấc chân lên, Lâm Nhất bước qua một bước, phong vân hội tụ, long hổ sinh uy. Rầm. Hai luồng uy áp đáng sợ va chạm mạnh vào nhau, Lâm Nhất lấy một địch ba. Nhưng khí thế của hắn lại đánh nát luồng yêu sát cuồn cuộn kia như bóp nát một cây gỗ mục. Âm thanh long tượng. Năm ngón tay siết chặt, giây phút khi quyền kia tung ra, có âm thanh long tượng như tiếng kêu của gió núi, tiếng gào của biển khơi, tựa như con man thú thượng cổ bản tính nóng nảy đang huỳnh huỳnh quét đến. Phụt. Con Hắc Thiết Ma Viên ở gần nhất bị đánh bay bởi luồng quyền uy này. Kim Cang Ấn, Phá Không Ấn, Phục Ma Ấn, Chư Thiên Ấn, Tứ Ấn Hợp Nhất. Khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng. Lâm Nhất với Tứ Ấn Hợp Nhất còn chưa xuất quyền thì uy lực long hổ mạnh mẽ đã khiến ba con yêu thú kia khó mà nhúc nhích được. Quỳnh, 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 quỳnh. Đợi đến khi quyền mang kia nện xuống, ba con yêu thú đều bị đánh văng ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất đã tạo thành những cái hố khổng lồ nối tiếp nhau. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Hai cánh tay Lâm Nhất giang ra, tựa như kim ô bật người bay lên. Kim quang sáng lấp lánh, chớp mắt đã đến trước mặt ba con yêu thú. Tường Long Tại Thiên. Tàng Long Ngọa Hổ. Bách Thú Lai Triều. Hàng Long Phục Hổ. Không đợi ba con yêu thú kịp đứng dậy, Lâm Nhất lấy sức mạnh hỗn hợp của Tử Diên Kiếm Quyết, liên tiếp tung ra tứ đại sát chiêu. Quỳnh, ầm ầm. Trong phút chốc, cả một vùng trời bên này liên tiếp vang lên những âm thanh rồng ngâm hổ gầm, đất trời rung chuyển. Thiếu niên như rồng như hổ, xuất quyền như kiếm đánh lui ba con yêu thú, khí thế mạnh mẽ phải nói là vô địch. Nếu như Liễu Vân Yên ở đây chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên đến không nói nên lời. Hắn giống như con man thú thượng cổ, trong lúc khí huyết sục sôi, tùy tay tung ra một đòn tấn công đã là sức mạnh thập nhị đỉnh kinh động trời đất. Rồng ngâm, hổ gầm, âm thanh long tượng, còn có kiếm ý liên tu bất tận, giữa đất trời là một màn hỗn loạn. Đôi tay thiếu niên tung ra quyền mang dày đặc như mưa, nện lên ba con yêu thú tử phủ cấp bậc tinh anh khiến chúng gào lên thảm thiết. Tranh thủ được một khoảng ngừng, ba con yêu thú cấp bậc tinh anh này cũng không dám ở lại lâu hơn nữa. Còn chưa hết.
trong đôi mắt thiếu niên bỗng bùng lên ánh sáng lấp lánh như các vì sao, sâu trong đáy mắt lập tức bắn ra phong mang như điện. Tiên thiên kiếm ý hoàn chỉnh, giờ phút này được phóng thích toàn bộ. Không chạy được đâu. Bôn lôi chảm điện. Vươn tay nắm lấy táng hoa kiếm, cùng với tiếng hét lớn của thiếu niên, táng hoa kiếm xuất khỏi vỏ. Ào. Bên dưới đám mây điện cuồn cuộn, táng hoa kiếm tựa như một tia điện to dày từ bàn tay xẹt qua. Quỳnh. Kiếm mang như tia sét dữ tợn sộc thẳng xuống, xé rách tầng không tạo ra một rãnh sâu cỡ 10 trượng, rộng 3 trượng đang dần dần lan ra. Đợi đến khi kiếm mang kia nuốt trọn 3 con yêu thú. Giữa không trung xuất hiện từng dám xương máu dày đặc. Tựa như hoa nở vạn dặm, chỉ một thoáng, trường kiếm như điện, sơn hà như máu. Học. Nhìn đống lộn xộn trước mặt, Lâm Nhất cầm kiếm đứng thẳng, thở ra một hơi chọc khí thật dài. Cuộc chiến này khiến hắn cảm thấy hết sức thoải mái, đáng tiếc chân nguyên hao mất hơn một nửa. Dù gì đây cũng là yêu thú tử phủ cấp bậc tinh anh, so với đám yêu thú bình thường một đấm là chết một con thì quả là vất vả hơn một chút. Phải thăng cấp lên tử phủ mới được, nếu không cứ mãi chầy chật thế này, chẳng may gặp phải yêu nghiệt thực sự. Thì nói cho cùng cũng chỉ có một chữ chết. Vươn tay làm động tác thu lại. Lâm Nhất thu hết 3 viên yêu đan đang được thiêu đốt bởi lôi hỏa màu tím. Ánh mắt tập trung nhìn tử hỏa được bao hàm bên trong viên yêu đan này, Lâm Nhất lại nhìn qua vùng sương mù trên hồ Tử Vân đang dần tan đi. Yêu thú ở đất này ngày thường lúc hấp thu linh khí trời đất đều sẽ bao hàm cả tử hỏa. Lâu dần tích lũy cũng sẽ có được chút kết quả. Hồi phục chân nguyên trước đã. Không nói thêm nữa, Lâm Nhất khoanh chân ngồi xuống. Dư âm uy lực sau cuộc chiến trên mảnh đất này vẫn còn chưa tan đi, đủ để dọa cho những yêu thú khác không dám đến gần đây gây rối. Trong rừng núi, hơn 10 chiếc bóng đang lao vun vút xuyên qua rừng cây, đồng thời cũng vô cùng cẩn thận đánh giá vùng đất này. Trên mặt đất thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy được thi thể không còn nguyên vẹn của yêu thú và võ giả, máu tươi đầm đìa trông vô cùng đáng sợ. Con đường dẫn đến hồ Tử Vân này đã định là sẽ phải thấm đẫm máu tươi, thây chất thành núi. Một hàng người đang di chuyển này chính là người của Thư viện Thiên Phủ, biểu cảm của bọn họ bình tĩnh, không hề có ý định nhìn đến tình hình thê thảm bên cạnh. Bước chân lên con đường tu hành võ đạo đã định là bước trên con đường không thể quay đầu, có thể tu hành đến cảnh giới như bọn họ. Thì đã từng gặp phải không ít giết chóc và những cái chết thê thảm. Bạch Vân đi theo phía sau Liễu Vân Yên, nhà đầu này cứ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau cắn môi, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhưng cả một vùng phía sau mù mịt khói bụi, thị lực có tốt hơn nữa thì cũng chẳng thể nhìn thấy được cái gì. Một hồi sau, Bạch Vân cuối cùng vẫn không nhìn được nhỏ giọng nói, Liễu sư tỷ, Lâm đại ca sẽ không có chuyện gì chứ. Những đệ tử khác của Thư viện Thiên Phủ cũng thoảng vẻ lo lắng, biểu cảm của bọn họ khá là phức tạp. Không thể không nói, Lâm Nhất đã dùng thực lực của bản thân để chinh phục hết đám đệ tử thuộc cấp chuẩn bá chủ luôn kiêu ngạo này. Cho dù bọn họ có không biết điều thì cũng biết, nếu không phải có Lâm Nhất ra tay chặn lại 3 con yêu thú này, thì bọn họ sẽ phải đối mặt với hậu quả thế nào? Chắc chắn sẽ phải có người bị thương, thậm chí tử vong. Trước mắt đường đi vô cùng thông thoáng rộng rãi, hồ Tử Vân cũng gần ngay trước mắt. Những thế lực có thể thuận buồm xuôi gió như bọn họ thì cũng rất ít. Có được những thứ này rõ ràng đều là nhờ cả vào Lâm Nhất. Sư tỷ, hay là phái 2 người quay lại xem Lâm Nhất thế nào? Có đệ tử của Thư viện Thiên Phủ cũng không nhìn được khẽ giọng nói. Liễu Vân Yên dừng bước, quay đầu lại nhìn vẻ mặt của tất cả mọi người, khẽ giọng nói, thú vị, trước đó các ngươi không phải cực kỳ có thành kiến với hắn hay sao? Bây giờ thế nào lại quan tâm hắn như vậy? Sư tỷ, chúng ta cũng không phải là người không biết điều. Mấy người cười gượng gạo đáp. Lâm Nhất chỉ phẩy tay đã khiến 4 tinh anh của lầu Huyết Vũ phải quỳ trên đất cầu xin tha mạng. Tung ra một quyền đã làm Lãnh Giật phải chịu không ít khổ. Thực lực này không phục cũng không được. Thư viện Thiên Phủ và lầu Huyết Vũ đã kết duyên từ lâu. Trong một khoảng thời gian rất dài chưa từng được thắng một trận đã đời như vậy, khiến đối phương phải thua đến mất hết cả thể diện. Trong mắt tất cả mọi người,
mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã sung sướng vô cùng. Thành kiến với Lâm Nhất Cùng đã tan biến từ lâu sau mỗi đợt sáng gió. Đúng là ngốc thật, có thể một quyền khiến Lãnh Giật phải thảm bại thì ba con yêu thú tử phủ cấp bậc tinh anh sao có thể khiến hắn không thể thoát thân. Lúc này còn chưa quay lại, chỉ có một khả năng. Chân nguyên tiêu hao tương đối nhiều, và muốn ứng phó với cuộc đại chiến sắp tới, hắn buộc phải lấy trạng thái đỉnh phong nhất để tụ hợp với chúng ta. Liễu Vân Yên từ tốn nói một cách nhẹ nhàng. Liễu cô nương, trái lại khá hiểu ta. Lúc tất cả mọi người đang bán tín bán nghi, một giọng cười sảng khoái vang lên, Lâm Nhất từ trên không trung từ từ đáp xuống. Một thân áo sam xanh, lưng đeo kiếm hạp, dung mạo tuấn tú, đầu mày đuôi mắt chứa đầy khí chất phóng khoáng, không phải Lâm Nhất thì còn là ai? Liễu sư tỷ, nói thật là chuẩn. Tất cả mọi người lộ vẻ bất ngờ nhưng cũng đồng thời yên tâm hẳn. Luyện hóa hết một viên yêu đan, Lâm Nhất quay trở lại trạng thái đỉnh phong, thấp thoáng còn có cảm giác chân nguyên tăng tiến không ít. Nghĩ đến tử hỏa của yêu đan kia, quả thực có hiệu quả luyện hóa chân nguyên, chỉ là so với kim liên tử hỏa kia thì kém hơn nhiều. Nhưng càng như vậy thì lại càng khiến cho bọn họ ôm hy vọng với kim liên tử hỏa. Ta chỉ tiện miệng nói, không đúng. Liễu Vân Yên đang định nói tiếp, bỗng nhiên cảm nhận được chút sát khí khác thường trên người Lâm Nhất. Đáy mắt bỗng thoáng qua vẻ khác lạ, trầm giọng nói, ba con yêu thú kia đều bị ngươi giết chết rồi. Cảm giác thật là nhạy bén. Lâm Nhất cười cười, không hề phủ nhận, coi là như vậy đi. Ào! Tất cả mọi người của Thư viện Thiên Phủ lập tức thoáng đổi sắc mặt, đáy mắt ánh lên vẻ giật mình chấn động. Không thể chứ, có thể sống sót mà quay lại đã là tốt lắm rồi, lại còn có thể giết chết ba con yêu thú tử hỏa cấp bậc tinh anh sao? Quả thực là khó tin. Lâm Nhất không giải thích nhiều, ánh mắt nhìn về phía Hồ Tử Vân ở phía xa, nơi trung tâm mặt hồ phát hiện ra kim liên tử hỏa tựa như người đẹp đang nằm ngủ say trên đó. Đáy mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ, trầm giọng nói, đám kim liên tử hỏa này dường như có chút không bình thường. Khả năng quan sát của ngươi không tệ. Liễu Vân Yên gật đầu nói, đám kim liên tử hỏa này phải sau khi trải qua một lần tử hỏa gột rửa thì mới thực sự trưởng thành. Tử hỏa gột rửa. Nhìn thấy ngọn núi kia không? Nhìn theo phương hướng ngón tay Liễu Vân Yên chỉ, Lâm Nhất nhìn thấy phía xa của Hồ Tử Vân có một ngọn núi cao đến 1000 mét. Vô cùng nguy nga, chọc thẳng lên tận tầng mây. Đỉnh núi chìm vào trong màn mây, được bao trùm bởi những đám mây sét cuồn cuộn, ánh chớp lóe lên không ngừng, thanh thế vô cùng đáng sợ. Cách một khoảng rất xa cũng có thể cảm nhận được, nơi đỉnh núi kia ẩn chứa thanh thế vô cùng khủng bố. Đó là núi Tử Vân, đỉnh núi luôn bị bao trùm bởi sấm sét, thiêu đốt lôi hỏa màu tím cả nghìn năm không tắt. Hồ Tử Vân cũng được hình thành từ ngọn núi này. Tử hỏa rơi xuống từ đỉnh núi kia. Liễu Vân Yên mở lời giải thích. Một lúc nữa sẽ có tử hỏa. Đợi khi màn sương này tan hết, tử hỏa cũng sẽ rơi xuống. Sau khi kim liên tử hỏa này thực sự trưởng thành, sẽ có ánh kim được sinh ra. Bây giờ, chỉ có ánh tím mà chưa thấy ánh kim, vậy thì còn cách một bước nữa mới trưởng thành. Nhìn về phía một vùng kim liên tử hỏa ở giữa mặt hồ. Trong mắt Liễu Vân Yên cũng đồng thời khó nén được vẻ khao khát. Nhiệm vụ lần này chỉ còn cách một bước cuối cùng là có thể hoàn thành viên mãn. Đối với nàng ta mà nói, cũng tương đối là hồi hộp. Danh sách đệ tử nòng cốt mà nàng ta mong ngóng từ lâu, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Ta thấy số lượng kim liên tử hỏa này không ít, cô chỉ cần cướp được 3 ngọn thì mức độ khó không lớn mới đúng. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ. Cả một vùng kim liên tử hỏa kia phải có ít là hơn 100 ngọn. Nghĩ nhiều rồi, mỗi lần tử hỏa rơi xuống đều sẽ có kim liên tử hỏa héo tàn mà chết, có thể sống sót được không nhiều. Ban đầu, đám kim liên tử hỏa này mọc đầy cả mặt hồ, bây giờ chỉ còn lại số trước mắt mà ngươi nhìn thấy thôi. Vẻ mặt Liễu Vân Yên bình tĩnh, hờ hững nói. Hiểu biết vẫn còn hạn hẹp quá, Lâm Nhất hơi ngượng ngùng. Chuyển đề tài nói, những người đến kịp cũng không ít. Có thể như chúng ta, dùng tốc độ nhanh như vậy đến đây thì đều là cao thủ. Liễu Vân Yên vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, trong đó có một số người, ngươi cần phải đặc biệt chú ý. Những người nào?
ngươi nhìn về phía bắc. Lâm Nhất thuận theo ngón tay nàng ta chỉ nhìn qua, chỉ thấy bên khu đó có một đám người đang đứng ở bên cạnh hồ, ánh mắt nhìn về phía trung tâm mặt hồ, đang chờ đợi tử hỏa giáng xuống. Người đi đầu, cơ thể cao to vạm vỡ, thân mặc trường bào màu tím, khí tức trên người vô cùng bá đạo. Đám người này là người của Tam Tuyệt Phủ, người đứng đầu tên là Hàn Phi, tu vi thâm hậu, sở trường đao pháp, hơn nửa năm trước đây đã thăng cấp lên âm huyền cảnh giới tiểu thành. Thực lực của người này rất đáng sợ, nghe nói đã từng lấy một địch bốn, giết chết bốn tà tu cùng cảnh giới. Tam Tuyệt Phủ. Giống với Thư viện Thiên Phủ, cùng là một trong năm đại thế lực chuẩn bá chủ của thành U Châu, tông môn nổi danh bởi đao pháp. Có ba tuyệt chiêu đao pháp danh trấn U Châu, danh tiếng ở cả cổ vực Nam Hoa này cũng không nhỏ. Lại nhìn về phía bên kia, đám người kia là đệ tử của Lầu Tàn Kiếm, cũng là kiếm tu giống ngươi. Lầu Tàn Kiếm, danh xứng với tên, kiếm pháp tương đối khủng khiếp, nhất là người đứng đầu tên Nhiếp Phong, ta từng giao đấu với hắn, chịu không ít thiệt thòi. Nhắc đến Nhiếp Phong, vẻ mặt Liễu Vân Yên vô cùng nghiêm túc. Trong mắt Lâm Nhất đồng thời thoáng qua vẻ khác lạ, cười nói, có thể khiến cô chủ động nhắc đến, người này bây giờ e là đã không còn là đối thủ của cô nữa rồi. Liễu Vân Yên không phủ nhận, bình tĩnh đáp, nhưng cũng không thể coi thường. Ngoài hắn ta ra, đệ tử của Lầu Tàn Kiếm bên cạnh hắn mà đồng thời xông lên thì cũng không dễ đối phó. Ngươi là kiếm tu, hẳn là hiểu rõ, đám người này mà điên cuồng xông lên, sau khi thi triển hết kiếm thế thì sẽ đáng sợ ra sao? Quả thực như vậy, hơn chục kiếm tu có tu vi huyền võ tầng thứ 9 trở lên mà cùng ra tay. Nếu như kiếm pháp của bọn họ đều giống nhau thì khi kiếm mang dồn dập chém xuống, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đau. Người kia lại là ai? Ánh mắt Lâm Nhất quét qua ở một góc của Hồ Tử Vân, phát hiện có một võ giả đơn độc đứng đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.